Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 130. Chương 1291, đầu to biết viết chữ, 2. Đương nhiên, nàng vẫn có thể phân biệt được chữ đẹp hay xấu. Nàng phát hiện ra rằng đầu to chỉ có thể vẽ ra chữ, có thể đọc được đã là rất tốt, đẹp xấu thì khỏi phải bàn. Nàng không biết rằng đối với mấy sư huynh đệ, nếu như không đề cập đến chuyện chữ xấu đẹp, cộng hết cả mấy người bọn hắn lại với nhau cũng không biết được nhiều chữ hơn đầu to. Bọn hắn từng thử kiểm tra, chỉ cần là những chữ bình thường, đầu to gần như có thể nhận ra toàn bộ, còn với mấy người bọn hắn, có rất nhiều chữ ít dùng, bọn hắn không nhận ra. Nói cách khác, khả năng đọc viết của bọn hắn còn không bằng một con côn trùng. Trùng Nhi cầm chiếc thìa nhỏ chứa mực cẩn thận di chuyển theo bước chân viết chữ của đầu to. Giữ cho đầu to có thể dễ dàng nhấc chân chám mực bất cứ lúc nào, chữ viết nhỏ, nét chữ mảnh, còn có chỗ bị gián đoạn, không rõ ràng. Những người khác thì cúi đầu đọc nội dung đầu to viết ra, không đọc không sao, đọc qua mới biết đầu to vừa mới bám theo con côn trùng kim sắc kia đi ra ngoài, theo đến nhà kho bên bờ biển. Mấy người càng đọc càng kinh hãi, mới phát hiện ra rằng con côn trùng kim sắc đó hoàn toàn không phải của Thanh Nha, mà là do người khác phái đến theo dõi Thanh Nha. Một lão già nguy hiểm, nuôi dưỡng rất nhiều phi trùng, còn nhắc tới việc tìm tiên phủ. Đầu to nhanh chóng viết xong những nội dung có liên quan đã điều tra được, sau đó lại bay lên, trực tiếp bay vào trong ấm và nấu nước. Thực ra cũng không phải để nấu nước, mà là ngâm mình ở trong nước như vậy có thể loại bỏ mực dính trên người, nó đã có kinh nghiệm về chuyện này. Diễu Khánh cầm tờ giấy đó lên, mọi người thực ra đều đã đọc qua nội dung trên đó, nhưng vẫn đổ dồn vào một chỗ đọc lại mấy lần, vừa đọc vừa suy nghĩ. Một lúc sau, Nam Trúc mới ngạc nhiên nói cách khác, chúng ta đã hiểu lầm Thanh Nha. Con côn trùng kim sắc đó không phải do Thanh Nha nuôi dưỡng, mà là do lão già nguy hiểm kia phái đi theo dõi Thanh Nha. Mục Ngạo Thiết tiếp lời, con bọ bị đầu to cắn chết kia chắc hẳn là được phái tới theo dõi chúng ta. Bách Lý Tâm nói với Diễu Khánh đang trầm ngâm, chủ yếu là tới theo dõi ngươi. Hẳn là bị những tin đồn gần đây thu hút đến, Thanh Nha có thể là bị ngươi liên lụy. Diễu Khánh liếc mắt nhìn nàng nói, lời này của ngươi, sao ta có cảm giác như đang hướng khuỷu tay ra bên ngoài, ta có thể làm liên lụy Thanh ra sao? Rõ ràng là chính hắn lén lút tạo ra rắc rối sau lưng chúng ta, là hắn tự tìm. Hắn cần phải nhấn mạnh một điểm này. Nam Trúc, đúng vậy, hiện tại chuyện này còn quan trọng nữa không? Vấn đề là lão già nguy hiểm đó là ai? Đây là lần đầu tiên ta thấy có người có thể khiến đầu to nói nguy hiểm, còn có thể điều khiển côn trùng, lại là côn trùng có thể giám thị và nghe trộm người khác. Côn trùng như vậy là có thể so sánh với đầu to rồi à? Ai già, hơn nữa còn không chỉ. Có một con, xung quanh lão ta còn có một đàn lớn phi trùng làm tai mắt, rất khó đến gần. Đó là ai chứ? Các ngươi có từng nghe nói tới nhân vật như vậy chưa? Mấy người ngẫm nghĩ một hồi nhưng đều không biết. Bách Lý Tâm nghĩ ngợi nói, có thể điều khiển những tiểu côn trùng đó, lão ta hẳn phải biết cổ thuật, trong tu hành giới ít nhiều cũng có một số người như vậy. Tuy nhiên, thần kỳ như con côn trùng kim sắc đó thì đây là lần đầu tiên ta thấy. Có được thủ đoạn đặc biệt như vậy, thực sự rất khó đề phòng, rất đáng sợ, không thể là hạng người vô danh, không biết là thần thánh phương nào. Diễu Khánh lại cúi đầu nhìn chằm chằm nội dung trên giấy, trầm ngâm một hồi rồi nghi hoặc nói, cùng tên với Hoắc Lãng. Nhưng không phải là Hoắc Lãng, còn từng dùng qua tên giả Hoắc Lãng, trên người còn có tà khí, đó là ai chứ? Nam Trúc, gã trưởng sự của Tĩnh Viễn Thuyền Hành không phải tên là Hoắc Lãng sao? Gã đã nghe Mục Ngạo Thiết nói tới. Diễu Khánh lắc đầu, ta đã gặp Hoắc Lãng mấy lần, lúc đó đầu to đều ở trên người ta, nó nhận biết Hoắc Lãng. Nó nói đó không phải là Hoắc Lãng, vậy thì khẳng định là không phải. Nam Trúc, việc này đơn giản, Hồ Phách Hải chỉ lớn chừng đó, chỉ là một cái bến tàu, hơn nữa chúng ta còn biết được bến tàu đó ở đâu. Chỉ cần trực tiếp hỏi Tương Hải Hoa, để cô ta hỗ trợ kiểm tra một chút, không phải sẽ lập tức rõ ràng sao. Nếu thực sự không được, nhờ cô ta trực tiếp bắt người, vừa vặn giải quyết luôn lão già nguy hiểm kia. Không được. Diễu Khánh trực tiếp bác bỏ. Đã là nhằm vào tiên phủ, bọn họ còn nhìn chằm chằm vào Thanh Nha như vậy, chắc hẳn phải biết rõ Thanh Nha đang tìm cái gì đó. Một khi cha con Tương Thị nhúng tay vào, thật sự ra tay bắt người, ngươi đoán xem bọn họ có khai ra Thanh Nha hay không. Một khi Thanh Nha bại lộ,
chuyện Thanh Nha đang tìm kho báu càng ít người biết càng tốt. Kho báu đó là do chúng ta bịa ra, đừng có tự lấy đá ghẻ chân mình. Mục Ngạo Thiết, không biết đối phương đã theo dõi Thanh Nha bao lâu rồi, liệu có biết được điều gì đó không nên biết từ Thanh Nha hay không? Chẳng hạn như chuyện bên ảo vọng, Dữ Khánh biết y đang nhắc nhở điều gì, chẳng qua là về vị ca nương thần bí phía sau Thanh Nha, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là không đến mức, Thanh Nha là người kín miệng, chưa kể y đã phải chịu thiệt thòi một lần, một số chuyện kiêng kỵ sẽ không dễ dàng nói ra miệng. Nam Trúc, bất kể có hay không, việc này cần được thông báo cho Thanh Nha càng sớm càng tốt. Dữ Khánh bĩu môi, tội gì phải làm vậy, bọn họ cũng không phải theo dõi chúng ta tự biết để đề phòng là được. Thanh Nha muốn ăn một mình, vậy thì để cho y ăn đi. Mấy người xung quanh đều trố mắt sửng sốt. Nam Trúc mở to mắt nhìn hắn, nói, sao được? Thanh Nha bị theo dõi, nếu như Thanh Nha tìm được địa điểm, vậy chúng ta có nhúng tay vào hay không? Chỉ cần chúng ta tham gia vào, chẳng phải cũng sẽ bị bại, lộ. Dữ Khánh thở dài, ai, bại lộ thì để cho bại lộ đi. Ngươi còn chưa quen với việc bị lộ sao? Ách, Nam Trúc nghẹn họng không nói nên lời. Dữ Khánh tiếp tục thở vắn than dài, nếu không phải mông dính đầy phân không thể rửa sạch. Những chuyện tương tự như chư yêu chi cảnh liên lụy quá lớn, không có cách nào giải thích, thì ta đã chủ động để lộ luôn cho rồi. Tốt nhất là kéo mấy thế lực lớn kia cùng tham gia chơi đùa. Người càng nhiều càng tốt, chúng ta cũng không phải muốn tranh đoạt gì với người ta. Lão già nguy hiểm gì đó, ta không sợ lão nguy hiểm, cũng không sợ lão lợi hại, chỉ sợ lão ta không đủ lợi hại mà thôi. Chúng ta đã mấy lần ra vào tiên phủ rồi, các ngươi cũng biết rõ tình hình trong đó như thế nào. Nói thật, nếu chỉ dựa vào mấy người chúng ta, trong lòng ta thật sự không tự tin. Trời có sập xuống thì dù sao cũng phải có kẻ to cao một chút đẩy lên nha. Ta cảm thấy, tốt nhất là không nên kinh động tới người ta, cứ để Thanh Nha tiếp tục tìm kho báu của y, lão già nguy hiểm thích nhìn chằm chằm Thanh Nha thì cứ để cho lão nhìn. Nếu thật sự tìm được lối vào, lão muốn đi vào với chúng ta cứ làm như không biết. Muốn giả bộ hồ đồ thì chúng ta sẽ giả bộ hồ đồ. Theo ta, nếu lão ta thật sự biết được điều không nên biết thì không thể không đi vào, lão ta không muốn đi vào chúng ta cũng phải nghĩ cách bắt lão ta phải vào. Mấy người đều nghẹn lời im lặng nhìn hắn, cảm thấy khác hẳn với những gì mọi người đang nghĩ. Đương nhiên, không thể không biết người mình đang phải giao đấu là ai, vạn nhất có biến cố sẽ khó thể ứng đối, vẫn cần phải nỗ lực nghĩ biện pháp biết rõ lai lịch bọn họ. Đầu to, tới đây. Dữ Khánh đi tới bên cạnh kéo tấm bản đồ hổ phách hải ra, chỉ trên bản đồ xem là nhà kho của bến tàu nào, chúng ta trước tiên phải xác định người ở đó. Chương 1292, điều tra kỹ càng, 1. Bay đến trước bản đồ, đầu to lơ lửng trên không từ trên cao nhìn bao quát một hồi, rồi chợt bay vù ra ngoài cửa sổ. Ngoại trừ Bách Lý Tâm ra, mấy sư huynh đệ đều không có phản ứng gì với việc đầu to bỏ của chạy lấy người. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mới xem bản đồ, đầu to còn chưa thể nhận ra, đại khái là muốn đi xác nhận lại địa hình. Sự thật đúng là như thế, không để cho bọn hắn chờ quá lâu, đầu to ra ngoài lượn một vòng và rất nhanh quay trở về. Lần này nó chỉ hơi chút quan sát, tìm kiếm trên bản đồ rồi trực tiếp rơi xuống vị trí một bến tàu bên bờ biển trên bản đồ. Mấy người lập tức đổ dồn tới để nhìn xem ghi chú tên bến tàu trên bản đồ, rõ ràng là bốn chữ Tĩnh Viễn Thuyền Hành. Tĩnh Viễn Thuyền Hành, Nam Trúc chỉ vào đó, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Hồ Phách Hải chắc là không có Tĩnh Viễn Thuyền Hành thứ hai nào nha. Dữ Khánh cau mày, vuốt vuốt ria mép, chắc chắn không có Tĩnh Viễn Thuyền Hành thứ hai, và một cái Tĩnh Viễn Thuyền Hành cũng không nên có hai Hoắc Lãng mới đúng. Nghe hắn nói như thế, mọi người đều cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Tình huống không rõ ràng, vấn đề chưa thể nghĩ ra được chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Dữ Khánh nói Mục Ngạo Thiết chạy đi một chuyến, gọi An Di và Tô Thu Tử tới. Mục Ngạo Thiết nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn hai người đến. Tới thì không sao, mấu chốt là ánh mắt của Tô Thu Tử rất không ổn. Dữ Khánh vừa nhìn thấy ánh mắt trông mong của gã liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Người này đang là một đầu mục thổ phỉ tình trạng rất tốt, nhưng lại không lo làm, hễ rảnh rỗi liền muốn thảo luận văn thơ. Điều này khiến cho hắn không biết phải làm sao, thứ đó biết hắn, chứ hắn không biết thứ đó. Thôi kệ gã đi, tạm thời đừng để ý đến mấy chuyện trời ơi đất hỡi đó. Dữ Khánh trực tiếp hỏi hai người, ta có thể tin tưởng các ngươi không?
Thực ra, câu hỏi này có cũng như không, cho dù hai người khẳng định có thể, thì hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Tô Thu Tử có chút kích động hỏi, sao Thám Hoa Lang lại nói như vậy? Chúng ta đã làm chuyện gì để không thể tin được sao? An Di với một con mắt cũng nói, phải làm thế nào Thám Hoa Lang mới có thể tin tưởng chúng ta? Về vấn đề này, hai người bọn họ đã sớm cảm giác được, bọn hắn giữ một khoảng cách với họ, ít nhất, họ không thể trở thành tâm phúc trong căn phòng này. Dữ Khánh không có nhiều lời về vấn đề đó, chuyển đổi chủ đề, có một chuyện, ta muốn nhờ hai vị cho ta ý kiến. Tô Thu Tử lập tức đáp ứng, Thám Hoa Lang cứ việc phân phó. Dữ Khánh, gần đây ở bên ngoài có một số tin đồn liên quan đến ta, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe được, nói là ta đang tìm tiên phủ gì đó. Khiến cho một đống người nhìn chằm chằm vào ta làm gì cũng không tiện, hại ta ngay cả cửa cũng không dám ra. An Di vội nói, đó rõ ràng là có người cố ý tung ra lời đồn, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Thám Hoa Lang không cần để ở trong lòng. Dữ Khánh, trên bến tàu của Tĩnh Viễn thuyền hành có một cái nhà kho, bên trong có hai người, ta muốn phái người đi dò xét gốc gác của bọn họ. Nhưng không muốn bị đám người đang nhìn chằm chằm xung quanh phát hiện, các ngươi có biện pháp nào không? Hai người An, Tô quay nhìn nhau. Tô Thu Tử nói, việc này đơn giản, mặc dù chúng ta có khả năng bị rất nhiều người theo dõi, nhưng bên chúng ta cũng có không ít người. Gần trăm người, cứ kết hai kết ba lần lượt ra ngoài đi dạo, với mấy chục nhóm người như vậy, bất kể một phương nào muốn để mắt tới chúng ta. Trong lúc nhất thời số lượng nhân thủ đã bố trí đều sẽ bị rối loạn không kịp trở tay, lực lượng theo dõi tất nhiên sẽ thiếu trước hụt sau, người tiếp nhận nhiệm vụ có thể nhân cơ hội đó để thoát thân. Dữ Khánh nở nụ cười, nhị vị không hổ là xuất thân kiếp phỉ, quả nhiên là chuyên gia trong phương diện này, nhưng có một điểm cần lưu ý, không thể sử dụng mười mấy người tâm phúc của các ngươi, bọn họ nhất định đều đã bị theo dõi, phải tìm hai người vừa đáng tin cậy vừa không dễ dàng khiến người khác chú ý, hơn nữa còn phải đề phòng khả năng là gian tế. Xong việc lập tức để cho bọn họ rời khỏi Hồ Phách Hải, đến đảo Hoa Cư U Giác Phụ tránh né sóng gió trước đi. Hai người lại lần nữa quay nhìn nhau, rồi cùng gật đầu và có chút phấn chấn. An Di nói, yên tâm, nhất định sẽ thu xếp tốt. Chuyện này đại khái liền được quyết định như thế. Đợi hai người rời đi, Mục Ngạo Thiết lập tức hỏi Dữ Khánh, chẳng phải ngươi không tin tưởng bọn họ sao? Ngụ ý là, ngươi không sợ gây ra hậu quả mà ngươi lo lắng sao? Dữ Khánh trầm mặc một hồi, rất hiếm có mà không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, ngược lại quay sang dặn dò Đầu To, nói Đầu To quay lại bến tàu tiếp tục giám thị nhà kho. Sau khi nhìn Đầu To bay đi, Dữ Khánh quay sang dặn dò nhóm người bên cạnh, mọi người đã không có Đầu To ở bên cạnh để cảnh báo nữa. Từ bây giờ trở đi, khi ra ngoài cần phải cẩn thận khi trò chuyện với bất kỳ kẻ nào, các cửa đi, cửa sổ kết nối với bên ngoài cần phải có người luân phiên canh gác. Các nơi trong phòng phải được kiểm tra theo giờ giấc, không thể để cho bất kỳ con côn trùng nào lẻn vào ẩn nấp trong phòng. Một nơi khác, An Di và Tô Thu Tử cũng làm theo lời mình nói, nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch đã định. Gần trăm người của Tam Tiên Bảo bắt đầu ra ngoài lang thang hóng gió khắp nơi, toàn bộ khách dừng chân trong chi hải các dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trên tầng cao nhất của một tửu lâu, một người đàn ông gầy như bộ xương đứng ở trước cửa sổ nhìn ra xa trên biển rộng, không phải ai khác, chính là Tiền Ti tiên sinh Mông Phá của Ti Nam Phủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, khiến lão ta cảm thấy có chuyện không ổn, liền lên tiếng, vào đi. Trưởng quỹ tửu lâu nhanh chóng mở cửa bước vào, sau khi đóng cửa lại, liền vội vàng đến bên cạnh lão ta, cấp báo, tiên sinh, phía bên chi hải các có chuyện xảy ra. Đám người Tam Tiên Bảo giết thời gian qua ngày kia đột nhiên tất cả đều có hành động, từng tốp hai người, ba người lần lượt ra ngoài. Chia thành mấy chục nhóm lang thang khắp nơi, chúng ta không kịp trở tay, không đủ nhân thủ để kịp thời đuổi theo, đã mất tung tích rất nhiều người. Mông Phá xoay người lại, đột nhiên tất cả đều hành động. Trưởng quỹ tử lâu, vâng, không biết muốn làm gì. Mông Phá nhướng mi, thủ thuật che mắt. Trong đó nhất định phải có người muốn làm gì đó. Ta không quan tâm ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải nhanh chóng hết sức nắm giữ được vị trí của mọi người và phải nhanh chóng hết sức biết được những người đó đi đâu, đang làm cái gì. Trưởng quỹ tử lâu, tiên sinh yên tâm, từ lâu đã bỏ thuốc vào trong đồ ăn của bọn họ, mùi vị trên người bọn họ sẽ không biến mất trong một khoảng thời gian. Ta đã khẩn cấp gia tăng nhân thủ đi truy tung, chỉ cần bọn họ còn tại Hồ Phách Hải, trong vòng nửa canh giờ, sẽ nắm, giữ được vị trí của tất cả bọn họ.
Mông Phá nhìn chăm chú vào gã thật sâu, nói không có ích gì, cần phải làm được. Ta chỉ quan tâm đến kết quả. Vâng, trưởng quỹ Tửu Lâu chắp tay nhận lệnh, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1293, điều tra kỹ càng, 2. Tại Tĩnh Viễn thuyền hành, trong nhà kho bến tàu, Lão Khâu ngồi ở sau bàn, nhấc bút viết tên và địa chỉ liên quan. Lão ta ừ một tiếng, con côn trùng kim sắc ở trên tai lão ta liền xì xèo một hồi, sau đó lão ta lại viết ra một cái tên. Những cái tên trong danh sách này đều là những kẻ khả nghi xuất hiện tại Hổ Phách Hải gần đây. Bị người của Tương La Sách giám sát và lần lượt được tập hợp lại trình cho Tương La Sách, rồi bị bên lão ta liên tục nhìn trộm, gom lại. Nói chung, sau khi con côn trùng kim sắc này tìm được nơi đặt danh sách, nó liền một mực ở trong thư phòng của Tương La Sách và chờ đợi. Khi có danh sách mới, con côn trùng kim sắc sẽ chờ lúc không có người để lật xem, thuận lợi giống như ở nhà mình. Hoắc Lãng ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy cảnh này, y lại một lần nữa tặc lưỡi ngạc nhiên về con linh trùng này. Thực sự là bảo bối tốt, khó trách một con bị chết lại khiến cho lão ma đầu này vô cùng đau lòng. Đột nhiên, bên ngoài loáng thoáng có âm thanh nói cười truyền đến, Hoắc Lãng không chút do dự lóe lên biến mất vào chỗ sâu trong nhà kho. Lão Khâu cũng nhanh chóng đặt bút xuống và cất tờ giấy đã viết đi. Không bao lâu sau, quản sự bến tàu dẫn theo một vị khách đi đến, giới thiệu về sức chứa và khả năng bốc xếp của nhà kho. Cùng với năng lực vận tải của Tĩnh Viễn thuyền hành, đồng thời nỗ lực thuyết phục vị khách yên tâm giao phó những vấn đề liên quan cho thuyền hành của bọn họ. Sau khi tham quan một vòng nhà kho, vị khách nhìn thấy Lão Khâu, cau mày hỏi, lão già lôi thôi nhếch nhác như vậy, nếu đưa hàng hóa quan trọng đến, lão có trông chừng được không? Vị quản sự đương nhiên là một mực cam đoan không sao cả, vừa giải thích tình huống của Lão Khâu, hai người vừa dần dần đi xa. Lão Khâu nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ biến mất, rồi lại lấy tờ giấy ra tiếp tục liệt kê danh sách. Viết xong, lão ta nói Hoắc Lãng sao chép lại một bản, đưa một bình nước thuốc cho gã. Dặn gã dựa theo địa chỉ trong danh sách tìm cách tiếp xúc với từng người và tìm cơ hội cho nước thuốc lên người mục tiêu. Trên một con tàu lớn trên biển, một người giấu mình trong chiếc áo choàng đứng ở mũi thuyền, cô độc giữa thiên địa. Đột nhiên, một đám nước tung lên, một người đàn ông lao vọt ra khỏi mặt nước, hạ xuống bên cạnh người kia, hành lễ bái kiến, tứ động chủ. Sô Vũ trong bộ dạng che giấu dung mạo liếc mắt nhìn gã một cái, người ta cần đâu. Nam tử vội đáp, đã tìm được hai nhân viên tam tiên bảo mất dấu trước đó, bọn họ cải trang thành thương nhân để tiếp xúc với Tĩnh Viễn thuyền hành. Tĩnh Viễn thuyền hành. Sô Vũ hơi ngạc nhiên, y tự nhiên biết rõ thuyền hành đó là sản nghiệp của bên nào. Nam tử, vâng, chính xác là tiếp xúc với phía bến tàu của thuyền hành. Quản sự bến tàu nói rằng đối phương có 300 tàu hàng đang tìm nơi để xử lý. Đó là một vụ làm ăn lớn, hắn đương nhiên phải nỗ lực lấy lòng khách hàng, đưa người đi xem khắp nơi. Sô Vũ, làm ăn lớn mà không đi tìm quản sự thuyền hành, lại tìm tới quản sự bến tàu. Xem ra bến tàu mới là trọng điểm. Ở bến tàu, bọn họ chủ động biểu hiện ra ý đồ gì? Nam tử, nếu như không biết lai lịch của bọn họ, quả thực suýt chút nữa đã bị lừa gạt. Đối phương chủ động yêu cầu đi đánh giá nhà kho. Sau khi quan sát, đối phương hỏi thăm khá nhiều về Lão Khâu, người trông coi nhà kho. Lý do là vì nhìn thấy Lão Khâu là một lão già lôi thôi lếch thếch, lo lắng lão ta không làm tròn trách nhiệm. Cuối cùng, quản sự bày tỏ muốn mở tiệc chiêu đãi nhưng bị từ chối, chỉ nói để bọn họ trở về suy nghĩ cân nhắc. Xét lại toàn bộ quá trình, cùng với thân phận của bọn họ, điểm tình nghi chủ yếu có lẽ là hỏi thăm lai lịch của Lão Khâu. Lão Khâu. Dưới tấm khăn che mặt, Sô Vũ hiển nhiên có biểu hiện ngẫm nghĩ về cái tên này, nhưng phát hiện thấy mình không có ấn tượng gì, liền hỏi tình huống Lão Khâu đó thế nào. Nam tử, mới được điều tới từ hải đảo trung chuyển phía tây thuyền hành, tới chưa được mấy ngày, ở tại trạm Tây cũng trông coi nhà kho. Nghe nói lão ta làm việc cho thuyền hành đã được 30 năm, trông coi nhà kho chừng đó năm, không có xảy ra sai sót nào, là một lão nhân tương đối tin cậy của thuyền hành. Vừa mới tới, tới đây trong thời điểm này, có chút thú vị. Sô Vũ hừ hừ cười nhạt hai tiếng, quay đầu căn dặn, đừng có đánh rắn động cỏ, bí mật coi chừng là được. Kiểm tra kỹ càng tình huống của hắn, phải điều tra thật kỹ. Vâng. Nam tử nhận lệnh, lại hỏi,
Tĩnh Viễn Thuyền Hành là địa bàn của Thanh Nha, có nên nói hắn phối hợp hay không? Nếu như lão Khâu đó thật sự có vấn đề, lại trốn trong Tĩnh Viễn Thuyền Hành nhiều năm như vậy, chưa nói Thanh Nha có biết hay không, Lương Gia có khả năng cũng không thể tin được. Nghe đến đó, nam tử đã hiểu rồi, gã xin cáo lui, độn thủy rời đi. Sô Vũ cất tiếng lẩm bẩm, một lão già chỉ ở trên đảo trông coi nhà kho 30 năm, lại có thể khiến vị thám hoa lang đó quan tâm, thực sự là càng ngày càng thú vị. Lão Khâu, ở tại Tĩnh Viễn Thuyền Hành trông coi nhà kho 30 năm, chỉ có như vậy. Ở trong Chi Hải Các, khi nhận được thông tin, Dữ Khanh khá kinh ngạc, cảm thấy mục tiêu có phần quá đơn giản. An Di gật đầu, không phải hai người, chỉ có một người, chính là lão Khâu đó. Nghe nói hầu hết thời gian đều chỉ ở trên đảo trông coi kho hàng, mới đến đây được mấy ngày. Vừa mới tới, Dữ Khánh vừa sờ sờ chút ria mép của mình vừa lẩm bẩm. Đột nhiên, cửa phòng rầm một tiếng, mở ra. Nhìn thấy một người xông vào như vào chỗ không người, là một nữ nhân. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, mấy người trong nhà đều giống như chuột thấy mèo, đại hành tẩu Hướng Lan Huyên của Đại Nghiệp Ti đã tới. Không đợi mọi người hành lễ chào, Hướng Lan Huyên lạnh lùng hất đầu ra hiệu, những người khác ra ngoài hết đi. Mọi người đều rất tự giác, lần lượt rời đi, Dữ Khánh cũng rất tự giác, lại có thể nhận ra rằng mình không nằm trong số được gọi là những người khác đó, nên ở lại. Không còn có người khác, cửa đóng lại, Hướng Lan Huyên lập tức trừng mắt lạnh nhạt chất vấn, nói thật ra đi, ngươi điều tra lão già trông coi nhà kho đó làm gì. Dữ Khánh nghẹn họng, hắn chỉ vừa mới nhận được báo cáo, đối phương liền đến đây chất vấn chuyện này, chuyện gì vậy chứ? Hắn không dễ dàng lộ ra, không làm gì cả. Hướng Lan Huyên cười ha hả, không làm gì sao phải vội vàng dùng thiên lý lang tống hai kẻ tìm hiểu tin tức đó rời đi. Nàng vốn muốn tĩnh quan kỳ biến, nhìn sau khi nhìn thấy người tìm hiểu thông tin rời đi mới không nhịn được, dứt khoát không theo dõi nữa, đích thân đến đây nắm giữ tình hình rồi nói tiếp. Chương 1294, Mật báo, 1. Vừa nghe lời này, Dữ Khánh liền trừng mắt có vẻ tức giận, ngươi đang theo dõi ta. Nhìn bề ngoài có vẻ cường thế, nhưng thân thể lại điều chỉnh nghiêng sang một bên, hai tay cũng được đặt tại trước bụng, bộ dạng đề phòng. Nhìn cái kiểu này của hắn, Hướng Lan Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cho rằng ta muốn theo dõi ngươi ư? Chuyện ngươi muốn tìm tiên phủ đã đồn thổi khắp nơi, ta có thể quyết định theo dõi hay không theo dõi ngươi sao? Đại Nghiệp Ti lưu ta lại Hổ Phách Hải, ngươi cho rằng là để làm gì? Ngươi đột nhiên chia gần trăm người làm mấy chục nhóm tách ra hành động, động tĩnh lớn như vậy, ta không muốn chú ý đến cũng không được. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy để yểm hộ cho hai người đi điều tra lão già trông coi nhà kho đó, đến cùng là có ý gì? Dữ Khánh, chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao, để tìm hiểu tình huống của lão Khâu đó. Hướng Lan Huyên cười ha hả, ngươi muốn cứng đầu với ta phải không? Để ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta còn có thể đến đây gặp ngươi là một chuyện tốt, để cho ta kịp thời nắm giữ tình hình, ta mới có thể khống chế hành động có chừng có mực. Còn nếu ta đã báo cáo lên trên, vậy thì chỉ có thể làm việc theo quy củ bình thường của Đại Nghiệp Ti. Đến lúc đó, cho dù ta có muốn che đậy cũng không được. Nói đi, lão Khâu đó rốt cuộc là thế nào? Nói xong, nàng giơ hai bàn tay lên nhìn nhìn mười ngón của mình, như muốn nói nếu không trung thực nói ra thì sẽ động thủ. Dữ Khánh rất khó chịu với trò dùng vũ lực đe dọa của nữ nhân này, trong lòng âm thầm thăm hỏi tổ tông nhà nàng. Miệng thì nghiêm túc nói, ngươi thực sự đã suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn tìm hiểu thông tin về lão Khâu đó. Hướng Lan Huyên cau mày, động tác này đã bộc lộ rõ ý tứ, ngươi thực sự không uống rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt sao? Đối mặt với mối họa sắp bộc phát này, Dữ Khánh lập tức bổ sung, ta nói thật, lão Khâu đó âm thầm điều tra ta, bị ta phát hiện ra. Ta không biết lai lịch của lão như thế nào, đương nhiên là phải bí mật điều tra về lão. Nghe được lời này, Hướng Lan Huyên cũng rất bất ngờ, sửng sốt hỏi, hắn đang điều tra ngươi. Điều tra thế nào? Làm sao ngươi biết được? Nhóm bọn hắn luôn nằm trong tầm giám sát của nàng, không có ai trong số những kẻ khả nghi mà nàng đang nắm giữ có bất kỳ mối liên hệ nào với lão Khâu trong nhà kho đó. Dữ Khánh hỏi, lúc trước ta cầm một con côn trùng kim sắc đến chỗ Tương Hải Hoa, để hỏi thăm cô ta xem có từng nhìn thấy loài côn trùng đó hay không, ngươi biết việc đó chứ? Hướng Lan Huyên hơi cụp mắt xuống, thần tình lạnh nhạt hỏi ngược lại, biết thì thế nào? Dữ Khánh trong lòng thầm mắng, đã biết việc này không thể giấu được nàng, lập tức giải thích, Tương Hải Hoa nói không biết con côn trùng đó,
nhưng có người lại biết được. Không bao lâu sau khi ta trở về từ chỗ Tương Hải Hoa, đã xảy ra một chuyện thần kỳ, không hiểu sao trong căn phòng của ta xuất hiện một tờ giấy. Tờ giấy đó nói rằng, con bọ cánh cứng kim sắc đó là linh trùng được người thuần dưỡng, có thể nghe hiểu tiếng người, đọc biết chữ viết, là lợi khí dùng để giám sát. Và chủ nhân của con linh trùng đó đang ẩn thân tại kho hàng của Tĩnh Viễn Thuyền Hành. Trong tờ giấy còn dặn ta phải cẩn thận, nói là người đó đã bố trí rất nhiều phi trùng như ruồi nhặng ở xung quanh nhà kho. Nếu cố lại gần tất nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên ta mới sắp xếp hai người đến đó kiểm tra. Một con côn trùng nhỏ như thế lại có thể nghe hiểu tiếng người, biết được chữ viết sao? Hướng Lan Huyên có chút hoài nghi, nàng đã nhìn thấy thi thể của con bọ cánh cứng kim sắc đó ở chỗ Tương Hải Hoa, cảm thấy nó không có thần kỳ như thế, tờ giấy mà ngươi nói có còn không? Diễu Khánh không nói hai lời, đi thẳng vào trong phòng của mình, vào nhanh, ra cũng nhanh, cầm trên tay một tờ giấy đưa cho nàng. Hướng Lan Huyên lập tức cầm lấy nhìn xem, phát hiện thấy nội dung bên trên đúng như lời Diễu Khánh đã nói. Sau khi đọc xong lại lật nhìn mặt sau tờ giấy, sao ta có cảm giác giống như là giấy viết đặt sẵn trong các phòng chi hải các để cho khách sử dụng. Thứ này không phải là do chính ngươi viết ra chứ? Diễu Khánh lập tức chỉ vào chữ viết trên đó, chữ viết của ta có thể xấu như vậy ư? Người ta đã có thể đặt tờ giấy trong phòng ta, dùng giấy của chi hải các không phải là chuyện bình thường sao? Hướng Lan Huyên xem lại nội dung trên giấy, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, thậm chí còn thầm cảm thấy rợn tóc gáy, nếu mọi chuyện đúng như tên cẩu thám hoa này đã nói. Vậy thì việc có con bọ nhỏ có thể nghe hiểu tiếng người, biết đọc chữ viết như thế không khỏi quá đáng sợ, đến lúc đó trên đời này làm gì còn có bí mật nữa chứ? Việc này khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, không biết mình có bị bí mật giám thị hay không, không biết những bí mật trong các cuộc trò chuyện giữa mình và tên cẩu thám hoa này có bị người biết được hay chưa, nàng vô thức nhìn xung quanh. Diễu Khánh vội nói, yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, ta một ngày lục soát phòng mình mấy lần, một nửa con côn trùng cũng không thể lọt vào được. Nếu đúng như những gì ngươi đã nói, người này hẳn là tinh thông cổ thuật, sở trường điều khiển trùng, ổ. Trong giới tu hành, ta cũng biết được đại khái những người tinh thông cổ thuật, dược đồ coi như là một trong số đó. Nhưng ta chưa từng nghe nói có người nào có thể thuần dưỡng ra cổ trùng có thể nghe hiểu tiếng người và đọc được chữ viết. Sắc mặt trầm trọng, Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn hắn, ta nói nha, ngươi không có lừa gạt ta chứ. Diễu Khánh không ngờ tới, với kiến thức của vị này cũng không đoán ra được lai lịch của lão khâu kia, lập tức cười khổ nói, ta thực ra rất muốn gạt ngươi, nhưng vấn đề là ta dám sao. Hướng Lan Huyên hơi nhướng mày, như muốn nói ngươi coi như thức thời, tiếp đó hỏi tiếp, vậy vì sao ngươi phải đưa hai người tìm hiểu thông tin đó rời đi? Diễu Khánh, tin đồn lan truyền khắp nơi, người của ta đều đã bị theo dõi. Tiếp tục để hai bọn họ ở lại nơi này để cho lão già trông coi nhà kho đó phát hiện ra là người của ta giả làm thương nhân, để cho lão biết được ta đã phát hiện ra lão ta hay sao? Hơn nữa, người của ta đã xác nhận rằng, xung quanh nhà kho quả thực có rất nhiều phi trùng, điều đó thực sự không bình thường. Thì ra là như vậy, Hướng Lan Huyên trầm mặc một hồi, sau đó lại nhìn tờ giấy trong tay, loại chuyện này, vậy mà lại có người biết trước được. Còn mật báo cho ngươi, có thể đưa thư vào trong phòng ngươi dưới sự giám thị của ta, xem ra chuyện trong này thật sự không nhỏ. Diễu Khánh gật đầu, đúng vậy, việc này ngươi phải báo cáo kịp thời cho đại nghiệp ti biết mới được. Hướng Lan Huyên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi không sợ bị đại nghiệp ti theo dõi sẽ cản trở việc tìm kiếm cự linh phủ của ngươi sao? Diễu Khánh thở dài nói, không báo thì như thế nào, đại nghiệp ti có thể không để mắt đến ta ư? Hướng Lan Huyên không đưa ra ý kiến gì, giơ tờ giấy lên, chuyện này phải có người đi kiểm tra, để ta mang đi. Diễu Khánh lập tức gật đầu nói phải, ân cần đưa tiễn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1295, Mật báo, 2. Mới đi đến cửa, Hướng Lan Huyên chợt dừng bước hỏi, xảy ra chuyện như vậy, vì sao trước đó không nói cho ta biết? Diễu Khánh liên tục kêu khổ, ta làm vậy chẳng phải là để tránh bị hoài nghi ư? Trong lòng thì đang thầm mắng, nói cho ngươi biết có tác dụng cái rắm gì chứ? Nói ngươi thu xếp một chiếc thuyền cũng không cho, chỉ khi kiếm lợi ích từ chỗ ta mới hăng hái. Bốp, Hướng Lan Huyên tung một cước đá vào cẳng chân của hắn, sau đó mở cửa rời đi. Một cước đó rất khéo léo, khiến Diễu Khánh đau đớn không nói nên lời,
ôm chân nghiêng vẹo tựa vào tường, miệng há hốc, thở ra không được, hít vào cũng không xong, đau đớn vô thành. Đám người Nam Trúc mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy tình trạng của hắn liền biết hắn bị Hướng Lan Huyên xử lý, bọn họ cũng bất lực đối với sự độc ác tàn nhẫn của nữ nhân đó. Trừ khi không nể mặt đồng quy vu tận, dùng mấy bí mật kia để đẩy Hướng Lan Huyên vào chỗ chết, bằng không, bọn họ không thể làm gì Hướng Lan Huyên. Tại cung thành Hải Đô, trên một góc thành tường đối diện với Hổ Phách thôn, Lý Trường Hổ đứng chắp tay sau lưng im lặng nhìn thôn nhỏ thấp thoáng dưới bóng cây xanh. Tương La Sách không nhanh không chậm đi tới phía sau ông ta, hơi khom người chào, vương gia. Lý Trường Hổ, việc điều tra đám người khả nghi có ý đồ gây rối với Lâm Long như thế nào rồi? Tương La Sách đã điều tra ra một bộ phận, muốn điều tra ra hầu hết, cần phải có thêm chút thời gian. Dù sao thành phần đám người quá mức phức tạp. Lý Trường Hổ, bản vương đã ở đây được một quãng thời gian, phía bên kinh thành còn có không ít chuyện cần phải xử lý, bản vương không có khả năng ở lại mãi nơi này. Tương La Sách do dự nói, ý của vương gia là. Lý Trường Hổ đạm mạc nói, giết sạch bọn chúng là không thực tế, trước khi bản vương rời đi, hãy giết một nhóm đi. Tương La Sách gật đầu, đồng ý rất tùy ý, được. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, sau đó Tương La Sách trở về chỗ sâu trong cung thành, đi vào thư phòng của mình. Mở một ngăn kéo trên giá sách, lấy ra một xấp giấy, ngồi ở sau bàn lật xem, sau đó nhấc bút khoanh tròn một số cái tên trong danh sách. Sau khi lão ta đặt bút xuống không bao lâu, một gã nam tử sải bước đi tới hành lễ, lão ta đưa xấp danh sách đó cho gã, ngươi đi chuẩn bị đi, bắt hết mấy cái tên có khoanh tròn cho ta. Kẻ nào chống lại lệnh bắt, cứ giết. Nam tử lật xem một chút, phát hiện đó đều là những kẻ tương đối có danh tiếng trong danh sách, hỏi lại một câu, đảo chủ, bắt những người này làm gì? Tương La Sách, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nam tử có không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nhận lệnh rời đi. Tương La Sách không có ở lại lâu trong thư phòng, ngồi lặng im một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi. Lão ta vừa mới rời đi không bao lâu, con côn trùng kim sắc trốn ở trên trần nhà liền chui ra, nhanh chóng bay đi. Bay ra khỏi cung thành, bay qua núi rừng, bay qua phố xá sầm uất, trực tiếp trốn vào trong nhà kho bến tàu của Tĩnh Viễn Thuyền Hành. Hạ xuống trên vành tai của lão Khâu đang khuấy một chậu cháo, phát ra âm thanh xì xèo yếu ớt. Lắng nghe tiếng côn trùng xì xèo một hồi, lão Khâu chợt giật mình sửng sốt, sau đó chậm rãi dừng công việc trong tay, quay đầu lại gọi một tiếng, ra đi. Hoắc Lãng hiện ra tại nơi u ám của nhà kho, nhấc tay sờ sờ gương mặt mình, đến nay gã vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng. Đi đến trước mặt lão Khâu, gã hỏi, tiền bối có chuyện gì phân phó? Lão Khâu, sự việc có chút ngoài dự tính, Tương La Sách sẽ ra tay với một số người trong danh sách, Linh Trùng cũng biết không đến cùng sẽ động thủ với người nào. Ra tay với nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không hành động hấp tấp, chắc chắn phải có chuẩn bị, chúng ta còn có một chút thời gian. Gửi tin cho bọn họ đi, có thể giữ được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Hoắc Lãng suy nghĩ một chút, khó xử nói, có nhiều người như vậy, nếu thông báo cho từng người, ta căn bản không chạy hết được, chạy nhiều nơi như vậy, ta nhất định sẽ bị phát hiện. Chính là bởi vì không đủ nhân lực nên chúng ta mới cần bảo vệ bọn họ. Lão Khâu buông tiếng thở dài, với lão ta mà nói, chuyện này dường như cũng không khó. Lão ta cách không chụp lấy một tấm gỗ, trực tiếp khắc ra một số chữ, sau đó đổ mực ra in ấn ngay tại chỗ. Nội dung đều giống nhau, rõ ràng và trực tiếp, Tương La Sách sắp bắt ngươi, nhanh chóng đi chuyển ẩn nấp. Sau đó lại rất nhanh làm ra một mớ phong bì, đồng thời yêu cầu Hoắc Lãng nhanh chóng viết tên và địa chỉ của đám người trong danh sách lên phong bì. Sau khi làm xong mấy thứ này, dưới sự yểm hộ của lão Khâu, Hoắc Lãng xách theo một bao đồ lẻn vào trong biển rời đi. Nói chung, Hoắc Lãng vẫn rất quen thuộc Hổ Phách Hải này, đây cũng là một trong những lý do lão Khâu dùng gã. Sau khi chui ra khỏi biển, leo lên bờ, Hoắc Lãng trực tiếp đi tìm một số người đang tìm kiếm việc làm ở Hổ Phách Hải và thích hợp làm việc vặt. Đưa phong bì cho bọn họ, nói bọn họ giao tới các địa chỉ ghi trên phong bì. Đương nhiên, gã không có giao hết phong bì cho một người, mà chia ra đưa cho nhiều người. Đương nhiên tiền cũng không thể thiếu, một phong bì là một phần tiền. Về phần có giữ kín được nội dung trong thư hay không đã không nằm trong phạm vi quan tâm nữa, nhắc những người này trốn đi tránh khỏi bị bắt vốn đã là một kẽ hở. Về phần người nhận thư có tin tưởng hay không, có bao nhiêu người sẽ trốn đi, bọn gã cũng không thể biết được. Sau khi hoàn thành công việc, lẻn về đến nhà kho, Hoắc Lãng nghĩ đến một vấn đề, lập tức đến nhắc nhở lão Khâu,
Lỡ như bọn họ nhận được tin, sợ hãi bỏ đi thì làm sao bây giờ? Đã rời xa khỏi Hồ Phách Hải, làm sao còn có thể tìm được bọn họ? Lão Khâu không quan tâm, thoải mái nói ra, ai chạy thì chạy đi, sợ hãi không chịu nổi sóng gió, lưu lại cũng chỉ là gánh nặng. Chúng ta cần là những kẻ gan lớn, dám mạo hiểm, dám liều mạng. Loại người như vậy mới sẽ một lòng mạo hiểm cùng chúng ta. Chương 1296, 183, 1. Bên trong cung thành Hải Đô, Lý Trường Hổ và Tương La Sách bước chậm đi dạo dưới ánh hoàng hôn, chợt một bóng người lướt ngang bầu trời vọt tới, khiến đám thủ vệ ở xung bị kinh động. Lý Trường Hổ phất tay ra hiệu, các thủ vệ ở xung quanh lập tức lui ra, bởi vì người tới chính là Hướng Lan Huyên. Hướng Lan Huyên không thèm để ý đến xung quanh, hạ xuống trước mặt hai người, hỏi, vương gia cho gọi. Có gì chỉ giáo? Lý Trường Hổ cũng không vòng vo, có một số kẻ cứng đầu đến Hồ Phách Hải với ý đồ gây rối, lẽ ra không nên quấy rầy tới Hướng đại hành tẩu, nhưng có một tên cứng đầu cá biệt có phần vướng tay. Một mình Tương La Sách e rằng không ứng phó được, nếu như Hướng đại hành tẩu có thể giúp một tay, vậy thì không có vấn đề nữa, ngăn chặn uy lực chiến đấu cũng có thể giảm bớt thiệt hại cho hòn đảo. Phải cần hai tu sĩ cao huyền liên thủ đối phó một người. Hướng Lan Huyên quan sát phản ứng của hai người, hỏi, có Tương đảo chủ tại đây, loại cứng đầu nào cần tới vương gia phải đứng ra. Tương La Sách cười khẽ nói, Lê Hoa nương nương của Huyền Phỉ Cốc. Hướng Lan Huyên cau mày, đối với người này, nàng cũng nhận được tin tức, biết rằng người này đã đến Hồ Phách Hải tuy nhiên vẫn chưa có hành động gì, nàng không khỏi hỏi, Lê Hoa lão yêu. Cô ta đã làm ra chuyện gì khiến vương gia phải xuất thủ xử lý? Lý Trường Hổ bình tĩnh nói, bản vương nhận được tin tức, cô ta có ý đồ gây hại đối với nghĩa tử của bản vương. Nghĩa tử, là tên tiểu tử tuấn tú của Đào Hoa Cư đó ư? Hướng Lan Huyên ngạc nhiên, Lê Hoa lão yêu là kẻ tương đối thức thời, các phương có việc gì vui, cho dù không đến được, cô ta cũng đều gửi lễ đến mừng. Các phương đi ngang qua, cô ta đều khách khí tận tình tiếp đãi, nếu không có bị chủ động trêu chọc đến, cô ta cơ bản sẽ không đắc tội với người. Mặc dù Huyền Phỉ Cốc cách U Giác Phụ không xa, nhưng bình thường chắc hẳn cũng không có ân oán gì với Đào Hoa Cư nhà. Huống chi còn là nghĩa tử của vương gia, cô ta không đến mức không thức thời như thế chứ. Sở dĩ nàng lên tiếng nói giúp cho Lê Hoa nương nương đó là vì nàng là một trong số những người thỉnh thoảng sẽ nhận được lễ vật từ đối phương. Huyền Phỉ Cốc có một cái linh hồ, trong hồ có một loại trai tên là Băng Thận, loài trai này sinh ra bảo châu tên là Định Nhan Châu. Đó là một sản phẩm chú nhan tuyệt vời dành cho các nữ nhân để duy trì vẻ thanh xuân. Hướng Lan Huyên cũng không còn trẻ tuổi, đương nhiên rất thích thứ đó. Lê Hoa nương nương thỉnh thoảng tặng nàng lễ vật như vậy, thử hỏi nàng làm sao có thể không cảm kích. Tương La Sách liếc mắt nhìn phản ứng của Lý Trường Hổ. Lý Trường Hổ là người bảo lão ta giết gà dọa khỉ, nhưng lão ta lại là người định ra danh sách những con gà đó. Quyết định động thủ với Lê Hoa nương nương chính là lão ta, chỉ là thực lực không bằng, vì vậy mới nhờ Lý Trường Hổ giúp đỡ. Dù sao đó cũng là tu sĩ cao huyền, hơn nữa còn là lão yêu nổi danh đã lâu, không dễ động đến như vậy, cho nên lúc ban đầu Lý Trường Hổ có chút do dự. Nhưng lời đề nghị của Tương La Sách đã thuyết phục ông ta, nếu như chỉ chọn một số để giết gà dọa khỉ, thì nên chọn con gà có sức nặng, kết quả mới có tác dụng lớn. Hơn nữa, thực lực của Lê Hoa lão yêu này rất cao, không thể kiểm soát, nếu như về sau thật sự làm ra chuyện gì có liên quan đến Lâm Long, Tương La Sách sẽ không thể ứng phó được. Dù sao, kẻ nào đến đây vào thời điểm này, quả thực đều có khả năng nhằm vào mấy người thám hoa lang, tốt nhất là ngăn chặn ngay từ trong trứng nước những nguy cơ tiềm ẩn không thể kiểm soát được. Vì vậy Lý Trường Hổ đã bị thuyết phục và mới có tình huống trước mắt này. Ngoài ra, sở dĩ nhằm vào Lê Hoa nương nương còn bởi vì Tương La Sách có chen ý định riêng ở trong đó. Bởi vì trước đây lão ta từng chịu thiệt thòi dưới tay Lê Hoa nương nương, lão ta đoán chừng chính Lê Hoa nương nương có lẽ cũng không nhớ đến, lúc đó lão ta còn chưa nổi danh. Lão ta cảm thấy có lẽ Lê Hoa nương nương cũng không ngờ rằng một tiểu nhân vật từng giữ được tính mạng dưới tay mình bây giờ cũng đã trở thành cao thủ cao huyền. Chuyện hồi đó đã trôi qua từ lâu, lão ta cũng không phải vì trong lòng chứa thù hận gì đó, chỉ là thấy đối phương đã đi tới địa bàn của mình. Lại đúng lúc đụng tới chuyện của Lý Trường Hổ, lão ta liền không ngại thuận tiện làm một lần ăn miếng trả miếng, ai mà chẳng có chút lòng nhỏ nhen riêng. Lý Trường Hổ, có thức thời hay không, bắt về thẩm vấn chẳng phải sẽ biết liền. Khóe miệng Tương La Sách hơi mỉm cười, trong lòng biết rõ, chỉ cần xa lưới,
Lê Hoa lão yêu đó sẽ không còn đường sống. Hướng Lan Huyền nét mặt lạnh lùng, bình thản nói, nếu thật sự để rơi vào trong tay vương gia, cô ta còn có đường sống được sao? Theo ta được biết, vương gia sắp tổ chức một trận giết gà dọa khỉ phải không? Lê Hoa lão yêu chỉ là không may, giống như hổ phách tộc bị huyết tẩy lúc trước, chẳng qua đã bị vương gia để ý đến. Con đường tin tức của nàng cũng không phải ngồi không. Hai người Lý, tương thoáng chạm ánh mắt nhau, lập tức nhận ra được việc này đã bị lộ rồi, hoặc nói cách khác là trong số người bên này có tai mắt của đại nghiệp ti ở trong đó. Nhưng điều này cũng không khó hiểu, để động thủ với không ít người, bọn họ cần phải huy động không ít nhân mã, bị đại nghiệp ti phát hiện là chuyện rất bình thường. Lý Trừng Hổ, không phải bản vương để mắt tới cô ta, là chính cô ta không nên tới đây có lòng dạ gây rối. Ân quốc và đại nghiệp ti là vinh nhục nhất thể, lần này cần dựa vào hướng đại hành tẩu. Hướng Lan Huyên không hề dao động, vương gia, ta không thể giúp gì trong việc này. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến một tu sĩ cao huyền. Trưởng lệnh có việc vui lớn nhỏ gì, Lê Hoa lão yêu đều không thiếu lễ mừng. Không có trưởng lệnh lên tiếng, ta không thể làm bừa. Nếu không, ngươi xin chỉ thị trưởng lệnh trước đi. Lý Trừng Hổ khí thế ngưng tụ, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt khiếp người. Hướng Lan Huyên không hề dao động, rất bình tĩnh. Nàng không phải là thủ hạ của đối phương, với thân phận và địa vị của mình, nàng cũng không cần phải nghe theo mệnh lệnh đối phương. Nếu như vương gia không còn chuyện gì khác, ta liền không quấy rầy nữa. Ngay khi nàng định xoay người rời đi, Lý Trừng Hổ lấy ra một vật vàng óng ánh từ trong tay áo, ném về phía nàng, nhàn nhạt nói, làm phiền. Hướng Lan Huyên chụp lấy, phát hiện đây là một tấm kim bài đầy hình chạm khắc, là lệnh bài của Hoàng hậu Yến Y. Thấy lệnh bài này, tựa như đích thân Hoàng hậu Yến Y tới. Sắc mặt của nàng lúc này nhìn có chút không tốt, nhưng cũng không thể làm gì. Mối quan hệ giữa Yến Y và địa sư rõ ràng ở đó. Hơn nữa về chuyện của Hoàng hậu nương nương, địa sư cũng đã có lời nói trước. Vị đoan thân vương này ném ra tấm lệnh bài này, đó có nghĩa là lên tiếng thay cho Hoàng hậu nương nương. Nàng không ngờ tới trên người đối phương lại có cất thứ này. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng cất lệnh bài đi, chắc chắn sẽ không trả lại cho Lý Trừng Hổ. Đây là chứng cứ, về sau nếu mặt trên có truy cứu vì sao lại tự ý động thủ với Lê Hoa lão yêu, nàng phải có thứ này để giải thích. Sau đó nàng cũng không có ý định rời đi, chờ nhìn xem bên này muốn nàng phối hợp như thế nào. Lý Trừng Hổ cũng không nói gì nữa, gật đầu với Tương La Sách rồi chắp tay sau lưng rời đi. Hướng Lan Huyên nhìn theo với vẻ mặt không biểu cảm. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1297, 183, 2. Tại Bích Du khách sạn, một cô gái tươi tắn trong bộ đồ trắng như tuyết, duyên dáng thướt tha bước chậm vào khách sạn. Ngoại hình xinh đẹp nhưng thiếu đi sự hoạt bát mà một thiếu nữ nên có, thần thái cũng có vẻ tương đối lạnh lùng. Tuyết cô nương, trưởng quỹ đứng phía sau quầy cất tiếng gọi, rồi đi ra khỏi quầy, hai tay cầm một phong thư giao ra. Tuyết cô nương, có người đưa tới một phong thư, cô nương đi vắng nên người ta đặt lại quầy nhờ khách sạn chuyển giao cho cô nương. Tuyết cô nương có phần kinh ngạc, cô ta cầm lấy bì thư, nhìn thấy trên phong bì có ghi tên và vài địa chỉ của mình. Cô ta nhàn nhạt nói lời cảm ơn trưởng quỹ rồi mở thư ra xem ngay tại chỗ. Sau khi xem xong, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, ánh mắt thoáng quan sát hai bên trái phải rồi không nhanh không chậm đi lên lầu. Sau khi về đến phòng, cô ta mở thư ra xem lại lần nữa. Đây là bức thư được gửi từ lão Khâu trong kho của Tĩnh Viễn Thuyền Hành, còn cô ta chính là Lê Hoa nương nương mà Lý Trừng Hổ muốn xử lý. Suy nghĩ một lúc, bức thư trên tay cô ta biến thành bột mịn. Tiếp đó cô ta đến bên khe hở cửa sổ quan sát bên ngoài một hồi. Tiếp đó đi đến trước một vách tường, giơ tay lên áp lòng bàn tay vào tường, bức tường gỗ đột nhiên biến thành một đống vụn gỗ sụp đổ xuống sàn phòng. Cô ta trực tiếp bước sang căn phòng bên cạnh. Đôi nam nữ đang nói cười trong phòng nhìn tới, đều giật mình kinh hãi, vừa định cất tiếng mắng to, chợt một luồng sức mạnh vô hình ập tới, hai người lập tức đồng loạt ngã gục xuống sàn nhà, bất tỉnh nằm im. Với cách thức tương tự như vậy, ta lại nhẹ nhàng phá hủy một bức tường thành gỗ vụn, tạo ra một khung cửa cho cô ta thoải mái đi qua. Cô ta còn thuận tay cách không chụp lấy một chiếc áo choàng khoác lên che phủ thân thể mình. Đến khi trời gần tối, sau một tiếng động thủ đột nhiên vang lên, những nhân viên đã âm thầm chờ đợi từ lâu trong, ngoài khách sạn lập tức hành động,
ùn ùn kéo vào, phá cửa xông vào phòng. Chưa nhìn thấy người, nhưng nhìn thấy vách tường biến thành gỗ vụn, bọn họ liền biết đã tới chậm một bước. Tương La Sách đích thân tới đây giám sát hiện trường, vì để bớt gây sự chú ý, lão ta cũng khoác một bộ áo choàng nhằm che giấu thân hình. Đứng giữa một đống gỗ vụn, lão ta hừ lạnh một tiếng, sớm không đi, muộn không đi, lại dùng cách này để rời đi vào thời điểm này, cảnh giác thực sự quá đúng lúc. Cũng giấu mình trong chiếc áo choàng, Hướng Lan Huyên đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào, nàng biết đối phương đang ám chỉ có người để lộ tin tức. Có lẽ chính là nói cho nàng nghe, bởi vì lúc trước nàng luôn mở miệng nói giúp cho Lê Hoa Nương Nương, lại còn không muốn động thủ với Lê Hoa Nương Nương. Nhưng mà nàng không quan tâm điều đó, nếu thật sự muốn tranh luận, nàng cũng có lý do để nói. Sau khi Lý Trường Hổ mở miệng, nàng vẫn luôn ở tại bên cạnh Tương La Sách, không có rời đi. Đương nhiên, với năng lực của nàng và thế lực của Đại Nghiệp Ti, nàng hoàn toàn có cách lợi dụng sơ hở để truyền tin tức đi. Trong một con hẻm cách khách sạn không xa, ở phía sau bức tường sân, đôi mắt trong veo ẩn giấu dưới vành mũ của Lê Hoa Nương Nương dõi nhìn những bóng người thỉnh thoảng thoáng qua trong cửa sổ căn phòng mình ở lúc trước. Đã xác nhận được tin tức mình nhận được là chính xác, cô ta lập tức xoay người biến mất. Vì để tránh đánh rắn động cỏ, hành động bắt giữ ở các nơi gần như được diễn ra cùng một lúc. Khi thông tin từ các nơi truyền đến thì Tương La Sách đã trở về trong đô thành. Lão ta đứng ở trước mặt Lý Trường Hổ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ánh đèn rực rỡ, Lý Trường Hổ ngồi ở sau bàn mở xem một bức thư trong tay, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hướng Lan Huyên ở một bên. Và ở trong tay của Hướng Lan Huyên cũng có một phong thư tương tự, điểm khác biệt duy nhất là người nhận ghi trên phong bì không giống nhau. Căn cứ vào thông tin các nơi truyền về, hầu hết các nhóm hành động đều bắt hụt, các mục tiêu bắt giữ gần như đầu đã chuồn mất trước khi bọn họ động thủ. Cũng có những kẻ không may, ví dụ như không thể kịp thời trở về khách sạn để nhận được tin tức, ví dụ như khi chạy trốn không đủ cẩn thận, bị nhân viên theo dõi phát hiện. Vì vậy bị bắt giữ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một số rất ít, và những lá thư này cũng là lấy được từ những người không kịp thời nhận thư đọc và tiêu hủy. Lúc này, ngoài cửa chợt có người vội vã đi tới, gọi, đảo chủ. Tương La Sách mặt mày buồn bực nói một tiếng, vào đi. Nam tử ngoài cửa bước nhanh vào, trước tiên hành lễ với mấy người, sau đó mới nói với Tương La Sách, đảo chủ, căn cứ vào thông tin các khách sạn cung cấp, chúng ta đã tìm được người đi đưa thư. Tổng cộng 9 người, tất cả đều là người ở lâu dài trên đảo tìm kiếm việc làm, ít nhất đã ở tại Hổ Phách Hải một năm. Có người bỏ tiền thuê bọn họ làm người đưa thư. Người thuê che giấu hình dáng, không thể nhận ra là ai, tuy nhiên căn cứ vào tình hình cố chủ đi tìm người làm thuê, có thể phán đoán được. Người này hiểu biết rất rõ tình hình Hổ Phách Hải, nếu không sẽ không thể tìm được những người này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Căn cứ vào số lượng thư do những người này cung cấp, thống kê được tổng cộng có 183 phong thư. Tương La Sách nghe vậy, kinh ngạc thốt lên, 183. Lý Trường Hổ hỏi, có chuyện gì không đúng sao? Tương La Sách lập tức thông báo, cho đến hiện tại, số lượng người khả nghi mà chúng ta tra tìm được. Danh sách tạm thời tập trung ở chỗ ta, vừa vặn là 183 người, và lần này chúng ta dự định chỉ bắt giữ 37 người. Lý Trường Hổ hờ hững nói cách khác, thông tin không chỉ để lộ cho 37 người dự định bị bắt giữ, mà còn để lộ cho tất cả những kẻ tình nghi. Có người đã nắm giữ được danh sách trong tay của ngươi hay sao? Tương La Sách lập tức quay đầu lại quát lớn với thủ hạ, lập tức đi xác minh. Vâng, nam tử kia nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Loại chuyện này rất dễ dàng để xác minh kết quả, chỉ cần kiểm tra những kẻ tình nghi chưa thực hiện bắt giữ là được. Cuối cùng, thông tin rất nhanh được truyền về, 100-200 kẻ khả nghi kia cơ bản đều đã biến mất. Cũng có một số người nghi ngờ tin tức trong thư, không mấy cảnh giác nên vẫn ở lại. Điểm chung là khách sạn nơi bọn họ ở đều có thể chứng minh những người đó từng nhận được một phong thư. Tiếp tục có những bức thư tương tự được gửi về đến trong tay mấy người Lý Trường Hổ. Và như vậy, sự nghi ngờ đối với Hướng Lan Huyên đã được giảm bớt. Nhưng Hướng Lan Huyên có lòng tin của mình, nàng hoàn toàn không quan tâm đến sự hoài nghi của bọn họ. Sau khi đã xác nhận được tình hình, nàng đưa ra yêu cầu với Tương La Sách, ngươi cất giữ danh sách ở đâu, dẫn ta đi xem. Tương La Sách có chút do dự, nơi ta đặt danh sách chắc hẳn không có vấn đề gì, có người canh gác cửa cả ngày lẫn đêm. Vấn đề có lẽ từ một nhân viên nào đó có thể nhìn thấy danh sách. Hướng Lan Huyên đạm mạc nói, ta nói ngươi dẫn ta đi xem.
trong giọng nói có sự ra lệnh dứt khoát không cho phản đối. Lý Trường Hổ không biết vì sao nàng lại như thế, nhưng cảm thấy nàng sẽ không làm việc không có mục đích. Ông ta cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, liền nói với Tường La Sách, đi xem đi. Nói xong, ông ta cũng đứng dậy, muốn đi xem có chuyện gì. Vì vậy, một nhóm rất nhanh rời khỏi nơi đây, đi thẳng đến thư phòng của Tường La Sách. Hướng Lan Huyên quan sát hoàn cảnh thư phòng một lượt, rồi hỏi ngăn kéo lúc trước cất giữ danh sách, sau đó lập tức đến gần quan sát ngăn kéo đó. Ngăn kéo có thiết kế ẩn giấu trên kệ, không có tay cầm. Hướng Lan Huyên quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ bên trong, bên ngoài ngăn kéo. Vừa xem liền hiểu ngay, người khác không biết rốt cuộc thì nàng đang nhìn cái gì. Duy chỉ có bản thân Hướng Lan Huyên biết rõ mình đang xác nhận điều gì, nàng phát hiện thấy bên ngoài ngăn kéo có một ít vết xước rất mảnh. Trong lòng nàng đã xác định được rồi, nhận ra rằng thực sự có tồn tại loại côn trùng mà Diễu Khánh đã nói. Bởi vậy, nàng lại hỏi một câu, căn phòng này là nơi ngươi đưa ra nhiệm vụ bắt giữ sao? Tương La Sách suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, phải. Hướng Lan Huyên lập tức thi pháp đẩy ra sóng pháp lực lan tràn toàn bộ thư phòng, khiến cho trong phòng nổi gió một lúc, pháp lực quét qua mọi ngóc ngách bên trong phòng. Sau khi xác nhận trong phòng tạm thời không có loại côn trùng đó, nàng mới thu công lại, nói là nơi này của ngươi để lộ bí mật. Tương La Sách kinh ngạc thốt lên, không thể như vậy. Lý Trường Hổ thì hỏi, làm sao biết được, ta sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho trưởng lệnh. Hướng Lan Huyên ném lại một câu rồi lập tức rời đi, ý tứ rất rõ ràng, muốn biết thì tự đi mà hỏi trưởng lệnh. Nàng đã báo cáo lên trên những gì Diễu Khánh đã nói lúc trước khi chưa nhận được phản hồi, sự việc liên quan trọng đại. Nàng không tiện công khai với bên ngoài, bây giờ đã được xác nhận, nàng muốn báo cáo lại tình hình, thông báo cho bên trên biết chính xác có loại côn trùng như vậy. Chương 1298, lại thêm một con sa lưới, 1. Tin tức về các hành động bắt giữ công khai trên đường phố cũng truyền tới tai Diễu Khánh và những người khác. Lúc đầu, bọn hắn không biết có chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi đầu to tìm được cơ hội lẻn về. Báo cho bọn hắn biết tình hình liên quan, bọn hắn mới biết phía sau hành động bắt giữ còn có chuyện khác. Lão Khâu không chỉ đánh cắp thông tin mật của Tương La Sách để tìm kiếm người cùng chung chí hướng giúp đỡ cho lão, mà còn mật báo cho họ biết kế hoạch bắt bớ của Tương La Sách. Về phần tiếp theo sau Lão Khâu sẽ làm ra chuyện gì, Diễu Khánh cũng không dám sơ ý, hắn nói đầu to tiếp tục tìm cơ hội thám thính tình hình. Sau khi kết thúc chiến dịch bắt giữ, bất kể có bao nhiêu kẻ tình nghi đã chạy thoát, cuối cùng vẫn bắt được một ít kẻ không may. Đối mặt với thẩm vấn, về cơ bản bọn họ đều thành thật khai nhận họ đến đây là bởi vì lời đồn về tiên phủ, hiển nhiên đều cho rằng điều này không phải là tội lỗi gì. Phía bên Hải Đô cũng không có tiến hành bất kỳ một cuộc thẩm vấn hay điều tra kỹ càng nào, kỳ thực cũng không quá quan tâm tới lai lịch của những người đó. Chỉ cần xác nhận đúng thân phận, xác nhận sẽ không gây ra hiểu lầm gì khó thể giải quyết là được. Trưa ngày hôm sau, mười mấy người bị bắt giữ, đó bị kéo thẳng đến nơi tương đối náo nhiệt trên đường phố, kế hoạch giết gà dọa khỉ không bắt được con gà muốn bắt, đành phải lấy bọn họ ra để bù cho đủ số. Bọn họ bị chém đầu ngay trước mặt mọi người, tội danh là có ý đồ mưu hại nghĩa tử của Đoan Thân Vương. Hơn 10 cái đầu đầm đìa máu tươi rơi xuống đất quả thực cũng đã chấn nhiếp không ít người. Nghĩa tử kia của Đoan Thân Vương vốn đã có thân phận U Giác Phụ, bây giờ lại trải qua việc này, không ít người xác thực đã phải cân nhắc lại. Nghe được tin tức này, Thanh Nha liền khịt mũi cười diễu, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thủ hạ mở cửa ra nhìn, phát hiện đó là một vị Thiên Lý Lang truyền tin. Gã thủ hạ định nhận lấy thư tín, nhưng gã Thiên Lý Lang này không chịu đưa, cần phải đích thân Thanh Nha nhận lấy, nói rằng đó là yêu cầu của người gửi. Không còn cách nào khác, Thanh Nha đành phải đích thân ra nhận. Khi nhìn thấy dấu hiệu bông hoa ẩn trên bì thư, y âm thầm sửng sốt, nhận ra đây là thư của Can Nương gửi, lập tức kiểm tra thư và nhận lấy. Sau đó y cầm thư quay về phòng của mình, đóng kín cửa phòng rồi mới mở thư ra xem. Đây là một bức mật thư và chỉ có một ít người mới có thể xem hiểu. Y đương nhiên là một trong số ít người có thể xem hiểu đó. Sau khi xem xong, y cau mày, lúc đầu tưởng rằng Ca Nương có hồi âm gì đó về việc mình tìm kiếm kho báu. Nào ngờ trong thư Ca Nương không hề nhắc đến việc này một chữ nào, ngược lại hỏi về một việc khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, y lập tức ra khỏi phòng riêng và cũng không để cho thủ hạ đi theo, một mình đi ra ngoài, trực tiếp đi xuống mấy tầng phía dưới, gõ vang cửa phòng Diễu Khánh. Mở cửa chính là Mục Ngạo Thiết,
Nhìn thấy là y, Mục Ngạo Thiết rất khách khí, gật đầu chào, Thanh gia. Cũng không cần Mục Ngạo Thiết thông báo, Thanh Nha cưỡng ép đẩy cửa ra, bước vào gọi to một tiếng, Thám Hoa Lang. Mấy người đang nhàn rỗi trong phòng vội đứng hết lên, Diễu Khánh không có mặt, hắn đang tu luyện ở phòng trong, nhưng chỉ với một tiếng gọi to đó của y, Diễu Khánh cũng bị kinh động. Diễu Khánh vừa mới mở cửa ra, ôi a một tiếng, còn chưa kịp cất lời chào hỏi Thanh Nha đã lại cưỡng ép xông vào, còn thuận tay đóng cửa lại. Làm gì vậy chứ? Diễu Khánh không hiểu, Thanh gia, ngươi đây là... Thanh Nha hạ thấp giọng hỏi, ngươi vì sao lại đi điều tra lão Khâu trông coi kho hàng của Tĩnh Viễn thuyền hành chứ? Nếu không phải ca nương của y gửi thư tới, y còn không biết việc này. Ca nương của y thực sự là thần thông quảng đại, một số thông tin trao đổi giữa tứ động chủ Thiên Lưu Sơn với trụ sở Thiên Lưu Sơn cũng bị ca nương biết được, nên truyền tin đến hỏi. Chính vì vậy mà Thanh Nha mới biết được Diễu Khánh đang lén lút sau lưng bí mật điều tra người trong Tĩnh Viễn thuyền hành của y. Không chỉ ca nương muốn biết vì sao, y cũng muốn biết, cho nên trực tiếp đến đây hỏi hắn, đây cũng là điều mà ca nương bảo. Y đến tìm hiểu. Diễu Khánh nghe y hỏi thẳng như thế thì giật nảy mình, ngươi nhanh chóng thi pháp dò xét trên người mình xem. Thanh Nha không hiểu, hỏi, dò xét cái gì? Diễu Khánh mặc dù cảm thấy con côn trùng kim sắc đó rất không có khả năng trực tiếp bám theo Thanh Nha chạy tới chạy lui, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận, dò xét xem trên người ngươi có con côn trùng gì đó hay không. Côn trùng gì chứ? Một loại côn trùng có thể nghe lén và theo dõi. Ngươi nhanh nhanh tìm kiếm trên người mình đi. Thấy đối phương vẫn còn bối rối và hoài nghi, Diễu Khánh dứt khoát tự mình ra tay, thi pháp kiểm tra một lần bên ngoài thân Thanh Nha, sau khi xác định không có. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra trong mấy cái túi căng phòng của ngươi đều chứa đầy đậu phộng a. Thanh Nha vẫn còn không hiểu ra sao, ngươi có ý gì chứ? Đây là lý do vì sao ta điều tra lão Khâu đó. Lúc trước, chỗ ta tình cờ phát hiện ra một con bọ cánh cứng nhỏ kim sắc, nó chỉ nhỏ như vậy. Mặc dù chúng ta chưa từng nhìn thấy con nào như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không đặt nặng. Nào ngờ sau đó có người nhét một tờ giấy vào phòng ta, nói là do lão Khâu nuôi dưỡng. Diễu Khánh lặp lại một lần những gì đã nói để lừa gạt Hướng Lan Huyên. Tương tự như phản ứng của Hướng Lan Huyên, sau khi nghe xong, Thanh Nha cảm thấy ớn lạnh từ đáy lòng. Nếu thật sự tồn tại loại côn trùng như thế, vậy thì không còn gì để nói. Có trời mới biết mình đã bị nghe trộm bao nhiêu bí mật, cầm đậu phộng trong tay cũng không còn tâm tình bóp vỡ, mở to mắt nhìn hắn, hỏi, chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Diễu Khánh vẻ mặt như đang nhìn thứ gì quái lạ, Thanh gia, ngươi trách ta ư? Ta còn muốn biết gần đây ngươi uống nhầm thuốc gì, lại bày ra bộ dạng muốn giữ khoảng cách với ta, ta muốn nói với ngươi mấy câu cũng không thèm gặp. Thanh gia, ngươi có ý gì vậy? Ta không đắc tội với ngươi chứ? Thanh Nha nghĩ lại một lúc, gần đây hình như mình đúng là có phần không muốn gặp đối phương. Diễu Khánh, hơn nữa, đó là kho hàng trong thuyền hành của ngươi, nếu như hôm nay ngươi không đến hỏi, ta còn nghi ngờ là ngươi chỉ đạo lão Khâu cử nó tới giám thị ta nha. Ta nào dám kinh động đến ngươi, ta đương nhiên là phải bí mật điều tra. Dù sao đều là hắn có lý, lại còn rất hợp tình hợp lý, Thanh Nha nhất thời không lời chống đỡ, chỉ có thể lắc lắc đầu, xua tay nói, không có liên quan gì với ta không dám thị ngươi. Ta cũng không biết rõ tình hình của lão Khâu đó. Toàn bộ Tĩnh Viễn thuyền hành từ trên xuống dưới có rất nhiều người, tất cả đều có người quản lý, ta làm sao biết được một lão gài trông coi nhà kho. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đã phát hiện được cái gì? Diễu Khánh, lão Khâu đó có phần tà môn, người bên ta căn bản không dám tiếp xúc quá gần, nên cũng không biết được nhiều. Thanh Nha đan 10 ngón vào nhau xoa xoa vuốt vuốt một hồi, nói, theo lời ngươi nói, giống như là một kẻ chuyên chơi cổ. Diễu Khánh chợt nghĩ tới điều gì đó, đúng rồi, tên quản sự Hoắc Lãng của Tĩnh Viễn thuyền hành đi đầu rồi. Thanh Nha hơi cau mày, nhưng vẫn nói cho hắn biết sự thật, bởi vì hắn mà thuyền hành bị thiệt hại rất lớn, hắn nhất định phải trả giá. Hắn đã biến mất khỏi cõi đời này rồi. Diễu Khánh đương nhiên hiểu được lời của y có ý gì, ngươi đã giết hắn. Hình như các ngươi không có giao tình gì nha. Ánh mắt Diễu Khánh lấp lóe, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ta muốn biết, Tĩnh Viễn thuyền hành ở nơi này có phải còn có một người khác tên là Hoắc Lãng hay không? Ngươi có ý gì? Người của ta tình cờ phát hiện ra, kỳ thực còn có một kẻ khác đang lẩn trốn trong kho hàng bến tàu. Hình như trước đây hắn cũng được gọi là Hoắc Lãng. Bây giờ đổi tên thành Trần Hải,
nhưng mà diện mạo người này không giống tên Hoắc Lãng lúc trước quản lý thuyền hành nơi đây. Có hai người cùng tên trong thuyền này ư? Khó có khả năng như vậy. Cái tên Hoắc Lãng này cũng không phải dễ dàng có thể trùng tên. Diễu Khánh nói với ẩn ý sâu xa, ngươi chưa hiểu ý của ta, vừa rồi ta đã nói, tên Hoắc Lãng đó không phải là người trong kho hàng, mà là kẻ trốn ở trong đó. Ý ta muốn hỏi là, ngươi xác định tên Hoắc Lãng đó đã thực sự chết rồi chưa? Thanh Nha lộ ra vẻ kinh nghi, loại chuyện này, người bên dưới chắc chắn không dám gạt ta. Theo báo cáo, chính tay Hồng Cơ đã giết chết Hoắc Lãng, người bên dưới đã xác nhận thi thể. Diễu Khánh, Hồng Cơ đâu rồi? Tìm cô ta xác nhận lại tình hình. Thanh Nha khẽ lắc đầu, Hồng Cơ chết rồi, đã bị Hoắc Lãng giết chết. Theo báo cáo, hẳn là khi cô ta nhận lệnh xử lý Hoắc Lãng thì bị Hoắc Lãng phát hiện, liều mạng phản kích, gây ra vết thương chí mạng cho Hồng Cơ. Diễu Khánh, thi thể của hai người đâu rồi? Thanh Nha đã hiểu ý của hắn, muốn khám nghiệm lại tử thi, y có chút bối rối nói, với quy định tại nơi đây, công khai việc đánh giết giết chẳng phải sẽ rước tới phiền toái cho chính mình ư. Ở đâu cũng giống như nhau, sẽ không để cho người ta phát hiện được thi thể, đương nhiên là đã hủy đi rồi. Diễu Khánh, nói cách khác, đã hoàn toàn chết không có đối chứng. Thanh Nha ngẩn người, ánh mắt hai người đối nhau, một lúc lâu sau, y mới chậm rãi hỏi, ngươi nghi ngờ Hoắc Lãng chưa chết. Diễu Khánh, bên cạnh Lão Khâu thực sự có một người trước đây từng dùng tên Hoắc Lãng, ngươi không muốn xác nhận lại sao? Thanh Nha cau mày, đã không còn thi thể, làm sao xác nhận bây giờ, trực tiếp đến kho hàng bắt người hay sao? Diễu Khánh hỏi ngược lại, một tổ chức sát thủ, dám đặt Hoắc Lãng ở nơi đây, sẽ không thể không có thủ đoạn gì để khống chế hắn, phải không? Trong hoàn cảnh bình thường, tổ chức sẽ chăm sóc tốt cho người mà hắn quan tâm, ví dụ như người nhà của hắn. Nói đến đây, Thanh Nha ngừng nói, hai tay chống nạnh đi tới đi lui, đôi guốc gỗ dưới chân vang lọc cọc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt Diễu Khánh cũng sáng lên, hai người dường như cùng có chung suy nghĩ. Nếu là như vậy, nếu như Hoắc Lãng bên cạnh Lão Khâu chính là tên Hoắc Lãng lúc trước, vậy thì thật sự thú vị. Thanh Nha hừ hừ cười lạnh, trong nụ cười mang theo mấy phần hung dữ. Được rồi, ta sẽ đích thân xử lý việc này. Dứt lời y liền xoay người rời đi. Nhưng Diễu Khánh lại vội vàng bước tới ngăn y lại. Thanh gia dừng chân, ta hỏi một chút, làm sao ngươi biết ta đang điều tra Lão Khâu vậy? Thanh Nha vung tay đẩy hắn ra, ta tự có cách của ta. Thanh gia, nếu như ngươi cứ qua loa với ta như vậy, về sau có chuyện gì thì đừng có trách ta không nói cho ngươi nhé. Lần sau lại có chuyện như lần này, cũng đừng tới tìm ta nữa. Thanh Nha tức thì dừng bước, lấy đậu phộng ra bóp vỡ, lấy hạt thả vào trong miệng nhai, tiện thể đáp lại, như vậy cũng nổi cáu nữa sao? Người của Thiên Lưu Sơn phát hiện ngươi đang điều tra Lão Khâu, vừa lúc ta quen người của Thiên Lưu Sơn. Lúc chuyện xảy ra y không đến tìm, kéo dài đến bây giờ mới đến đây, Diễu Khánh liền đoán được không phải chính y phát hiện ra, thông tin hẳn là được truyền qua tay. Hắn đoán rằng có thể y biết được tin này từ phía Thiên Lưu Sơn, lập tức khuyên nhủ, vậy ngươi nên giải thích với Thiên Lưu Sơn về việc này đi, tránh để gây ra chuyện gì hiểu lầm. Thanh Nha quay đầu lại nhìn hắn, giải thích với Thiên Lưu Sơn ư. Có cần vậy không? Nói ra chuyện này chỉ là tự tìm rắc rối mà thôi. Diễu Khánh, mấy lời đồn bên ngoài gây bất lợi cho ta, ngươi đã biết rõ lý do ta ở lại nơi này là để tìm kho báu của Hổ Phách tộc. Hiện tại mọi người đều cho rằng ta đang tìm tiên phủ gì đó, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào ta. Cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, ta làm sao còn có thể đi tìm kho báu. Bây giờ lại xảy ra chuyện ta điều tra Lão Khâu, càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ta nói nha Thanh gia, ngươi ở đây qua lại với ta, không muốn khiến người ta hiểu lầm thành ngươi đang cùng ta đi tìm kho báu chứ. Thanh Nha không nói nên lời, y mới chính là kẻ bí mật đi tìm kho báu. Nghe hắn nói như vậy, y nhận ra rằng mình quả thực cần phải giải thích một chút cho vị tứ động chủ kia về chuyện bên hắn điều tra Lão Khâu. Nếu không, sợ rằng y cũng sẽ bị nhìn chăm chú. Diễu Khánh sợ y không thực hiện theo ý định của mình, tiếp tục thúc giục. Còn nữa, ngươi đã tới chậm, chuyện điều tra Lão Khâu vừa xảy ra. Ta đã bị Hướng Lan Huyên của Đại Nghiệp Ti tìm tới cửa, dưới sự bức ép của cô ta đã giải thích việc này. Mấy nhà đó trước giờ luôn có gián điệp dò xét lẫn nhau, quỷ mới biết rõ việc này có thể giấu giếm Thiên Lưu Sơn được bao lâu. Ngươi giấu không báo thì có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, nếu Thiên Lưu Sơn tìm đến ta cũng không cần phải giấu giếm việc này.
Vạn nhất để cho Thiên Lưu Sơn biết được ngươi giấu họ không báo lên cũng không tốt. Việc ngươi chạy đến chỗ ta, nhất định cũng phải có lý do gì, để giải thích với Thiên Lưu Sơn chứ, đúng không? Thanh Nha suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi không nói cho Hướng Lan Huyên biết chuyện về Hoắc Lãng chứ? Dữ Khánh, việc này không phải vừa rồi nhớ tới ta mới hỏi ngươi sao? Bây giờ chúng ta nói với nhau cho rõ ràng, để thống nhất lời nói với người ngoài, tránh để một bên xảy ra sơ sót. Chuyện của Hoắc Lãng, chúng ta hãy giữ cho riêng mình, đừng để người khác biết. Dễ thôi, được, ta đã biết rồi. Vậy, Thanh gia, ta không tiễn nữa. Không có lòng tốt đó thì đừng có giả vờ khách khí. Thanh Nha xì mũi, đi đến mở cửa, guốc gỗ đạp vang bước đi ra ngoài. Y đi thẳng lên lầu, trước khi trở về phòng mình, y kêu gọi mấy người tin cậy cùng nhau đi vào. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1299, lại thêm một con xa lưới, 2. Sau khi vào phòng, y đóng cửa lại, rồi nói mấy người đóng hết tất cả các cửa đi, cửa sổ lại, sau đó ra lệnh, lục soát thật kỹ cho ta. Không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, ngay cả trong các chỗ trống của vật dụng hay lỗ sâu đục trên đầu gỗ cũng vậy. Thanh gia, tìm cái gì vậy? Có người cất tiếng hỏi. Thanh Nha, côn trùng, tìm hết trong phòng xem có con côn trùng nào trốn trong này hay không. Bất kể là loại côn trùng gì, chỉ cần là côn trùng đều bắt hết cho ta. Từ chỗ Dữ Khánh, y đã nghe nói rồi, lão Khâu đó không chỉ có con bọ cánh cứng kim sắc, phía bên kho hàng còn có các loại côn trùng khác, vì vậy y không thể không đề phòng. Hiện tại, nếu không có kiểm tra kỹ lưỡng trong phòng một lần, y sẽ không dám nói tiếp lời nào nữa, thực sự là quá đáng sợ. Tìm kiếm côn trùng, nhiều lời làm gì, bảo các ngươi tìm thì tìm đi. Cứ để chạy thoát một con, ta sẽ chặt một ngón tay thay thế. Vừa nghe được lời này, mọi người lập tức triển khai tìm kiếm, Thanh Nha thì đi đến bên bàn, rót một chén rượu chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt lạnh lùng cảnh giác với bất kỳ động tĩnh nhỏ bé nào, ngay cả bóng bụi bặm dao động dưới ánh sáng cũng không bỏ qua. Khi thế trận lục soát vừa được mọi người triển khai, đột nhiên bọn họ nhìn thấy phía trên đỉnh một chiếc kệ cao bên cạnh lóe ra một vệt sáng kim sắc. Lao nhanh về phía cửa sổ, đó là một con côn trùng màu vàng kim. Nó đã nghe được lời nói vừa rồi của chủ nhân nơi đây, đã xác nhận được là nhằm vào mình, nó không thể ngồi yên chờ chết, đành phải chạy trốn. Trong tay Thanh Nha lập tức có đồ vật lóe lên, bay ra, chén rượu trong tay bay ra ngoài, với tốc độ nhanh hơn đánh trúng nó, nói chính xác là khống chế nó. Một tiếng bụp vang lên, chén rượu úp ngực cắm lên trên tường. Tách, ngay sau đó chén rượu vỡ tan, rượu văng ra ngoài, con côn trùng kim sắc đó đã hung dữ phá vỡ chén sứ, lần nữa đột phá vòng vây. Nhưng đã muộn, Thanh Nha đã đến trước mặt nó, năm ngón cách không chụp tới, một luồng pháp lực cường đại trực tiếp cưỡng ép giữ nó dừng lại phía trước cửa. Sổ, con côn trùng kim sắc ở trong không trung kêu xì xèo liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích, nó chậm rãi trôi về phía bàn tay xòe ra năm ngón kia. Tiếng chén rượu vỡ tan cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Nhìn thấy một con côn trùng nhỏ như thế lại có được sức phá hoại như vậy, bọn họ mới nhận ra rằng Thanh gia có lý do để bảo bọn họ làm việc này. Quan sát con côn trùng ở trong tay, Thanh Nha nhận ra điều thám hoa lang nói không phải giả, không ngờ rằng ngay cả mình cũng bị theo dõi, y càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ. Y suy nghĩ kỹ lại, gần đây mình và thám hoa lang không qua lại nhiều, ngoại trừ vừa rồi, từ khi lão Khâu đi tới hồ phách hải này, mình hình như không có nói điều gì bí mật với thám hoa lang. Và mình chắc chắn cũng không nói những gì không nên nói với thủ hạ, cùng lắm chỉ là chuyện mình phái người đi tìm kiếm dưới biển, nhưng không có tiết lộ đó là đi tìm kho báu. Sau nhiều lần xác nhận hẳn là không có vấn đề gì lớn, y cách không chụp lấy một tách trà, trực tiếp đặt con côn trùng kim sắc vào trong đó, đậy nắp lại. Rồi nắm chặt tách trà và nắp đậy ở trong tay, lần này y thi pháp bảo vệ tách trà, con côn trùng kim sắc không còn có thể phá vỡ món đồ sứ này, ngay cả âm thanh va chạm cũng rất nhỏ. Quay đầu lại, thấy đám người đang nhìn mình chằm chằm, y quát lớn, nhìn cái gì, tiếp tục tìm kiếm, một con kiến cũng không tha. Đã chứng kiến sự khác thường, biết rõ có chuyện không ổn, nhóm người gấp rút hành động, lần này bọn họ rất chú tâm tìm kiếm. Kết quả cho thấy tình trạng vệ sinh của Chi Hải Các rất tốt, tiêu tiền ở nơi này không tính uổng phí, lần này ngay cả một con kiến cũng không tìm thấy.
Thanh Hà bảo bọn họ kiểm tra lui tới mấy lần mới yên lòng, y phất tay cho những người khác rút lui, chỉ để lại một người ở bên cạnh, hỏi, người nhà của Hoắc Lãng đâu rồi? Thủ hạ trả lời, đương nhiên là đã được sắp xếp ổn thỏa. Đây không phải lời nói dối, quả thực là đã được sắp xếp thích đáng, vì để cho người phía dưới yên tâm cống hiến. Chỉ cần các nhân viên liên quan không phải chết vì phản bội tổ chức, gia đình họ sẽ được tổ chức sát thủ sắp xếp thích đáng, sẽ bảo đảm cho cuộc sống của gia đình họ. Thanh Nha đem người nhà của hắn khống chế và bí mật rời đi, không được để lộ bất kỳ thông tin gì. Gã thủ hạ thoáng sửng sốt, rồi gật đầu đáp, vâng, Thanh Nha, đi đi. Trước tiên đến cứ điểm của Thiên Lưu Sơn, nhanh đến bắt chuyện, nói là ta muốn gặp tứ động chủ. Vâng, thủ hạ nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Ở trong kho hàng bến tàu của Tĩnh Viễn thuyền hành, Lão Khâu đang khuấy một thùng bột nhão, đột nhiên ôm ngực. Sau đó ném đồ vật trong tay xuống, bước nhanh đến cửa vào, nhìn về phía khu nhà Chi Hải các cao chót vót phía xa, vẻ mặt đầy lo lắng. Phát hiện thấy có sự khác thường, Hoắc Lãng bước ra khỏi chỗ tối, núp phía sau cánh cửa, hỏi, tiền bối, có chuyện gì vậy? Lão Khâu lẩm, bẩm, lại bị phát hiện rồi, linh trùng của Lão Phu lại bị phát hiện rồi. Tại sao có thể như vậy? Không thể như vậy à, chúng đã được ta huấn luyện rất tốt, chúng rất cơ trí à. Hoắc Lãng vừa nghe nói như vậy liền biết là đang nói tới con linh trùng theo dõi Thanh Nha. Vì chuyện gửi thư mật báo chiến dịch bắt giữ, con linh trùng giám thị Tương La Sách đã được rút về trước đó. Sợ nó sẽ bị phát hiện vì để lộ thông tin mật, lão ma đầu không dám để cho côn trùng bảo bối của mình dễ dàng mạo hiểm. Bị phát hiện thì bị phát hiện đi, còn có thể làm được gì? Hoắc Lãng ngoại trừ cất tiếng thở dài để thể hiện sự đồng cảm ra, trong lòng gã kỳ thực cũng không có cảm xúc gì. Dù sao đó không phải là đồ vật của gã cũng không thể có cảm giác đồng cảm hay đau lòng gì đó. Im lặng lo lắng một hồi lâu, ngay cả mặt trời trên không trung cũng đã di chuyển được một khoảng cách, Lão Khâu bỗng nhiên a một tiếng, linh trùng chưa chết, đối phương không có giết chết linh trùng, đã bị bắt rồi. Ánh mắt lão ta dõi về phương xa, nghi hoặc, đây là định đem đi đâu hay sao? Lão ta chợt quay đầu lại nói, để ta ra ngoài nhìn xem thế nào. Hoắc Lãng lo lắng lão ta mạo hiểm đi cứu côn trùng, lập tức nhắc nhở, tiền bối cẩn thận có cạm bẫy. Lão Khâu đã sải bước đi ra ngoài, trên đường đi lão ta dặn dò một nhân viên bến tàu. Nói rằng mình có việc cần đi ra ngoài, nhờ gã hỗ trợ trông coi nhà kho, sau đó liền gấp rút rời khỏi bến tàu. Hoắc Lãng trốn vào chỗ sâu trong nhà kho. Trước cửa sổ tầng cao nhất của tửu lâu, Mông Phá đang nhìn ra biển rộng chợt nghe tiếng gõ cửa, lão ta nói, vào đi. Trưởng quỹ tửu lâu bước vào, đi nhanh đến trước mặt lão ta, bẩm báo, lão Khâu kia đã có động tĩnh rồi, sau khi ra khỏi nhà kho thì rời khỏi bến tàu. À, bắt đầu có hành động rồi sao? Ánh mắt Mông Phá lóe lên, tựa như muốn nhìn xem đến cùng là có chuyện gì. Lão ta đi đến bên tường, lấy bộ áo choàng treo tại trên tường khoác lên người, kéo mũ trùm đầu che mặt lại, rời đi. Chi Hải Các, Hướng Lan Huyên làm cưu chiếm thước tổ, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, soi gương tô son, nàng thích trang điểm, cũng thích nhìn mình trong gương sau khi đã trang điểm xong. Một gã thủ hạ đột nhiên đi vào bẩm báo, đại hành tẩu, bên dưới báo, lão Khâu đó đã ra nhà kho, rời khỏi bến tàu, không biết muốn làm gì. À, Hướng Lan Huyên nhìn chăm chú gương mặt mình ở trong gương, lẩm bẩm như đang nói với chính mình, sợ là có không ít người đang nhìn chằm chằm lão ta, đừng so ai hàng hái. Nàng dùng một ngón tay chấm chấm xoa xoa lớp son trên môi, liên tục mím mím môi một hồi, sau khi xác nhận lớp trang điểm đã hoàn hảo. Nàng mới đặt thỏi son xuống, rồi cũng lấy một chiếc áo choàng che giấu thân thể mình, rời đi. Trên con tàu lớn đang trôi trên biển, trong căn phòng sáng sủa, Sô Vũ chỉ để lộ đôi mắt đang lật xem tình hình có liên quan đến Thanh Nha mới cách đây không lâu. Y nhận được truyền tin, nói là Thanh Nha muốn bái kiến mình, y đang thắc mắc không biết vì sao gã muốn gặp mình, mấy thứ y cầm xem trong tay có thể coi là một chút bài tập trước lúc gặp mặt. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, một người đi vào, dâng lên một tờ thư tín, nói, lão Khâu kia đang đi theo Thanh Nha. Chương 1300, Hủy Diệt, 1. Đi theo Thanh Nha, Sô Vũ rất ngạc nhiên, cầm lấy thư tín nhìn xem, nhưng có phần xem không hiểu, hỏi, là có ý gì? Thủ hạ đáp, chắc là theo nghĩa đen, người bên dưới chắc cũng không rõ có chuyện gì xảy ra, đành phải báo cáo theo thực tế. Sô Vũ suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm, Thanh Hà đột nhiên chủ động muốn tới gặp ta,
lão Khâu kia lập tức cũng có hành động, chẳng lẽ là có liên quan với việc Thanh Nha tới gặp ta. Gã thủ hạ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quả thực có khả năng đó. Người kéo xe trên đường phố cũng giống như trâu cày vậy, vắt sợi dây kéo xe trên bờ vai, họ không hổ là tu sĩ, điều khiển xe rất dễ dàng. Bên trong xe, Thanh Nha nhìn tách trà trong tay, y vốn tưởng rằng con côn trùng ở bên trong giày vò lâu như vậy đã rất mệt mỏi. Nhưng không biết lý do vì sao, nó đột nhiên lại làm ầm ĩ lên, hơn nữa phản ứng có vẻ rất kịch liệt. Tuy nhiên, sự nỗ lực đó hoàn toàn vô ích, rơi vào trong tay tu sĩ thượng huyền, bị pháp lực trấn áp, một con côn trùng như thế căn bản không thể thoát được. Xe đi thẳng đến bờ biển, sau khi tránh khỏi khu vực đông người, xe dừng lại, Thanh Nha và một nam tử lần lượt xuống xe. Dưới sự dẫn dắt của nam tử đó, hai người cùng nhau phi thân hạ xuống mặt biển, đạp sóng lướt đi. Lão Khâu giấu mình trong chiếc áo choàng không có đến gần khu vực xe đỗ, mà thuận theo dòng xe cộ, lão ta dừng lại bên con đường ven biển đông người qua lại, nhìn theo Thanh Nha rời đi. Khi theo đuôi phía sau chiếc xe, lão ta có thể cảm ứng được linh trùng đang ở trong xe. Lúc đó lão ta đã có ý muốn ra tay, nhưng khi nhìn xem xung quanh, lo lắng có cạm bẫy, cuối cùng lão ta lại không dám. Lúc này, lão ta lại muốn đi theo nhìn xem tình hình, động thủ ở trên biển sẽ dễ dàng thoát thân, nhưng rồi lão ta vẫn không dám. Tuy nhiên, lão ta vẫn nhấc đầu ngón tay lên, nhỏ giọng thì thầm với một con bọ nhỏ kim sắc bám trên đó, đi theo nhìn xem tình hình như thế nào. Nhớ kỹ, nhất định không thể đến gần, đi đi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng hất ra, con côn trùng kim sắc bay vọt ra ngoài, dưới sự cố ý che giấu của lão ta, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện được, kể cả người bí mật theo dõi lão. Trong một chiếc xe đang dừng lại, xuyên qua khe hở rèm tre, Mông Phá nhìn chằm chằm lão Khâu trên con đường bên bờ biển. Trưởng quỹ Tửu Lâu ở bên cạnh nói, cùng đi với Thanh Nha là mật thám của Thiên Lưu Sơn, không biết họ muốn đi đâu, làm gì. Mông Phá nhàn nhạt nói, chắc hẳn là đi gặp Sô Vũ. Thuyền của Sô Vũ đang dừng ở hướng đó. Trưởng quỹ Tửu Lâu kinh ngạc, hỏi, vị tứ động chủ đó cũng tới đây. Mông Phá không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm từng động tác của lão Khâu bên bờ biển. Tại hồ phách hải này, Hướng Lan Huyên muốn làm gì rõ ràng cũng thoải mái hơn bọn họ rất nhiều, với sự hợp tác của cha con Tương Thị. Nàng gần như có thể trưng dụng bất kỳ cửa hàng nào trên đảo vào mọi lúc, chẳng hạn như lúc này, nàng xuất hiện phía sau cửa sổ trên lầu của một cửa hàng ngay bên bờ biển, nhìn chằm chằm vào lão Khâu. Bất kể là nàng hay là Mông Phá, đều chỉ nhìn chằm chằm vào lão Khâu, đều muốn biết lão ta muốn làm gì, nhưng mà lão Khâu chỉ đứng ở đó. Không biết đang suy nghĩ điều gì, không có hành động nào, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui mấy bước, tựa như đang ngắm phong cảnh. Trên biển, Thanh Nha đi theo người dẫn đường phi thân lên tàu. Người dẫn đường bị giữ lại tại đầu thuyền, người tiếp đón ra hiệu cho Thanh Nha đi cùng gã, dẫn thẳng lên tầng trên con thuyền, đưa vào trong phòng của Sô Vũ. Tứ động chủ, Thanh Nha gặp được chủ nhân liền cung cung kính kính hành lễ, tách trà trong tay rất dễ thấy. Sô Vũ ngồi ở sau bàn tự nhiên chú ý tới tách trà gã mang theo, y không có mời Thanh Nha ngồi, hỏi thẳng, gặp ta làm gì? Thanh Nha đáp, bẩm tứ động chủ, cách đây không lâu, ta mới đến chỗ thám hoa lang một chuyến, chất vấn hắn vì sao bí mật điều tra lão Khâu trông coi kho hàng bến tàu của Tĩnh Viễn thuyền hành. Kết quả là ta biết được một tin tức đáng sợ, ta không dám chậm trễ, nhanh chóng đến đây báo cho tứ động chủ biết. Tin tức đáng sợ như thế nào? Sô Vũ giọng điệu nhàn nhạt, có chút không đặt nặng, y đã quá nhiều lần nghe báo cáo mạnh miệng, nhưng thực tế lại không chấn động bao nhiêu. Dưới sự ép hỏi của ta, thám hoa lang nói cho ta biết rằng, hắn sở dĩ điều tra lão Khâu là bởi vì tình cờ phát hiện thấy một con côn trùng kim sắc quái lạ ở trong phòng mình. Mặc dù lúc đó hắn cảm thấy con côn trùng đó có vẻ quái lạ không bình thường, nhưng cũng không đặt nặng, suy cho cùng, trên thế giới này có rất nhiều loại côn trùng kỳ lạ. Nào ngờ sau đó có người nhét một tờ giấy vào trong phòng hắn, nói cho hắn biết con bọ đó là do lão Khâu nuôi dưỡng. Nói rằng con côn trùng đó có thể nghe hiểu tiếng người, có thể đọc được chữ viết, xem trộm tin tức. Thanh Nha kể lại đại khái một lần những gì Dữ Khánh đã cho biết. Mặc dù không nhìn thấy rõ sắc mặt của Sô Vũ, nhưng đã có thể thấy được ánh mắt của Sô Vũ trở nên nghiêm túc. Sau khi nói xong tình huống của lão Khâu, Thanh Nha lại dùng lực lắc lư tách trà trong tay, theo đó, trong tách trà vang lên tiếng va chạm lách cách. Năng lực của loại côn trùng đó khiến ta rợn cả tóc gáy, khi trở về phòng mình,
ta lập tức tổ chức tìm kiếm kỹ lưỡng. Kết quả sợ cái gì tới cái đó, đúng là có một con côn trùng kim sắc ẩn nấp trong căn phòng của ta, bị ta bắt ngay tại chỗ, giam nó ở trong. Tách trà này, Sô Vũ lập tức nói, mở ra nhìn xem. Thanh Nha lập tức ổn định tách trà, một tay nhấc nắp lên, chậm rãi mở ra. Khi khe hở vừa lớn cỡ đầu ngón tay, liền nhìn thấy kim quang lóe lên, con côn trùng kim sắc nhân cơ hội này phóng vọt ra, lao về phía cửa sổ, ý đồ chạy trốn. Ai ngờ nó còn chưa có bay đến cửa sổ thì đã phải bay ngược trở về. Nó đã bị một luồng sức lực vô hình mạnh mẽ kéo trở lại, kéo đến trước bàn, trôi đến trước mắt Sô Vũ. Con bọ kim sắc liều mạng giãy giụa trên không, Sô Vũ nhìn chằm chằm quan sát tỉ mỉ. Một lúc lâu sau, hình như y có chút hoài nghi, một con côn trùng nhỏ như thế lại có thể dò xét bí mật ư. Thanh Nha đáp, ta dẫn nhân thủ vào trong phòng, khi vừa phát ra mệnh lệnh lục soát, con côn trùng này lập tức bay ra khỏi chỗ ẩn nấp tìm cách chạy trốn. Rõ ràng là nó có thể nghe hiểu được tiếng người. Nếu như là một con côn trùng làm việc vô ích, vậy thì ẩn nấp bên cạnh người khác có tác dụng gì? Sô Vũ, nếu đúng như những gì ngươi nói, vậy con côn trùng này đã mở linh trí. Côn trùng mở linh trí gần như chỉ có trong truyền thuyết, lại còn có thể một lúc xuất hiện hai con hay sao? Thanh Nha, chưa chắc chỉ có hai con. Các bạn vừa nghe xong tập 130 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.